Rồi. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn anh là cái quy trình này như thế nào. Hướng dẫn sử dụng cái Altium 14 thì mình sẽ làm là đầu tiên là cài đặt phần mềm. Thứ hai là hướng dẫn vẽ một cái ứng dụng cơ bản thôi. Rất cơ bản, ví dụ như một cái mạch nguồn, cái này ai ai cũng biết rồi. Cái đơn giản nhất có thể, để có nghĩa là mình không quan tâm đến chất lượng của không quan tâm đến sơ đồ nữa, mà mình quan tâm đến phương thức cách làm. Thì mình tạo một cái project có tên là Power 5V nhỉ, ví dụ thế. Thì sau khi mình có một cái project này, bắt đầu mình vẽ sơ đồ nguyên lý, xong rồi chạy mạch in. Đấy, thì trong vẽ sơ đồ nguyên lý thì mình có thêm thư viện như nào, vẽ mạch in như nào, chỉnh sửa mạch như nào, chọn tham số cho mạch PCB như nào. Sau đó là chạy mạch PCB thì mình sắp xếp linh kiện như nào, chạy mạch in như nào, xuất mạch in như nào. Đấy, thì cách làm từng cái như này, cách làm như thế nào và làm sao đấy để rút ngắn thời gian nhất có thể, bố trí linh kiện phù hợp nhất có thể. Xong đến phần thứ ba là phần nâng cao hơn, có nghĩa là làm thế nào để tạo ra được một cái sơ đồ nguyên lý cho một cái linh kiện mà chỉ mình mới có hoặc là mình không kiếm được, thì tạo nguyên lý cho nó như thế nào, tạo PCB như nào. Xong sau khi tạo xong rồi thì nó lại quay trở lại cái bước là vẽ cơ bản. Bước vẽ cơ bản này coi như mình đã có thư viện, kể cả nguyên lý lẫn PCB rồi. Đấy, thì chúng ta bắt đầu đi vào chạy mạch. Ở trong cái phần hướng dẫn thì như thế này, là chúng ta có một cái thư mục Altium như thế này. Đấy, thì có một thư mục Altium như thế này thì mình chỉ việc là giải nén cái program file ra, cứ kích nút này ra, xong là giải nén tại chỗ thì nó sẽ ra ngay tại cái tốt nhất là giải nén ngay tại đây. Đấy, thì extract ra. Sau khi extract ra thì nó sẽ tạo ra một cái thư mục tên là Altium như thế này. Từ trong này nó có AD14 và cái file mình chạy đây, dxp.exe. Chúng ta chỉ việc copy cái này. Copy xong rồi ra desktop. Dán ra đây, nhưng mà không phải paste mà paste shortcut, thì nó mới tạo ra được một cái link đến cái thư mục của mình ở trong này. Nếu mà mình chỉ copy thôi thì không bao giờ chạy được. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi mình chạy lên thì ở trong cái Altium mình nó có một cái license. Ở trong đây người ta tạo ra cho mình là 14 cái license khác nhau. Trong đó nếu như mà máy mình chỉ có chạy trên máy mình thôi thì mình chọn cái standard alone. Còn nếu như mà mình mà chạy server, tức là mình cài cái license này trên một máy xong mình chạy ở trên nhiều máy khác ấy, thì mình chọn 4 cái dưới này. Nhưng mà thông thường thì mình chỉ chạy cái này thôi. Chọn bất kỳ cái nào trong này cũng được. Đấy, thì ở đây mình chạy cái là DP. Thì cái bản Altium này là cái bản rút gọn, cho nên là nó có những cái tính năng tối giản cho cái việc mà thiết kế mạch in thôi. Trong này nó có rất là nhiều các cái khác. Đấy, thì giới thiệu sơ qua về phần mềm một chút, tức là cách thức làm việc. Thì ví dụ như ở đây em có một cái mạch khuếch đại chẳng hạn. Ví dụ đây là một cái em đã làm rồi. Thì thực ra vẽ mạch nó có nhiều quy trình đó. Quy trình thứ nhất là vẽ ra được một cái mạch sơ đồ nguyên lý này. Sau đó thì mình mới xuất ra mạch in. Xuất ra mạch in thì trong mạch in ấy thì cũng có là mạch in thi công và mạch in chuẩn. Thì ví dụ như là thiết kế mạch in chuẩn thì mình tạo ra một bản, một cái bản mạch như này thôi, và trong này có đầy đủ tất cả các thông tin cần thiết. Thế còn nếu như giả sử như khi mà mình test mạch chẳng hạn ấy, thì mình ví dụ như bên em thì em hay test mạch thì em chỉ chạy một lớp thôi, mình chạy một lớp thôi, sau đó mình nhân bản ngay trong này. Thế sau đó thì in
ra file PDF, sau đó in để làm mạch bằng tay. Thì cái này là để bản là. Thế còn khi mà mình chạy nhiệm vụ mình đến đây, đấy là chạy mạch xong hết rồi. Thì cái mạch in này nó có cả 2D hoặc là 3D. Ví dụ cái này thì 3D thư viện em chưa ép vào cho nên là trông nó chưa có 3D. Thì nếu như mình trong quá trình thiết kế thì mình chọn cái 3D thì nó sẽ có những cái mà có 3D. Trên mỗi một project ấy, ví dụ như đây là một project này, đây một project, đây một project này, có ba cái project khác nhau. Mà ba cái project khác nhau này thì mỗi một project nó sẽ tạo ra một cái file PCB. Và tốt nhất là như vậy. Có nhiều người có thể tạo ra nhiều cái file PCB khác nhau trong một project, nhưng điều đó là không nên. Đấy, thì mình trong một project mình chỉ quy hoạch như này thôi, là một file project, một file sơ đồ nguyên lý, một file PCB. Đấy, chỉ nên tạo như vậy thôi. Đấy, thì tất nhiên là mình có thể là tạo 2D hoặc 3D thì tùy. Thì cái này là tùy vào xem cái lúc mà mình tạo thí nghiệm ấy, thì mình xem linh kiện nó có lắp vừa không, hoặc là hướng linh kiện như thế nào cho hợp lý, bố trí tầng cao tầng thấp như nào cho hợp lý, đóng khung đóng hộp như nào cho hợp lý. Đấy, thì là mình tạo ra những cái mặt cho nó hợp lý, kể cả về mặt nguyên tắc của vận hành cho đến mỹ quan, cho đến cả đóng hộp đóng vỏ. Thì cái này chuyển 2D 3D là ấn phím 2, là về 2D ấn phím 3 là 3D. Thì cái này là ở trong các cái hướng dẫn trên này nó có hết. Đấy. Ở trong này nó có cái các cái hướng dẫn, ví dụ 2D layout, 3D layout, ấn phím 2 hoặc ấn phím 3. Đấy, thì đấy là những cái mà sơ đẳng, có nghĩa là quan trọng nhất là mình phải tuân thủ là một sơ đồ nguyên lý, để tránh nhầm lẫn sau này. Thì một sơ đồ nguyên lý đi kèm với một bản PCB. Tức là dù cái mạch in, mạch nguyên lý phức tạp đâu cũng phức tạp đến đâu thì cũng chỉ có là nguyên lý. Và nguyên lý thì có thể có nhiều file nguyên lý, nhưng nếu như mà nhiều file sơ đồ nguyên lý thì nó sẽ lồng nhau. Đấy, nguyên tắc thiết kế là nhiều file nguyên lý thì lại để nó lồng nhau, có nghĩa là file nguyên lý này là file chính, bên trong nó có nhiều file nguyên lý con. Đấy, thì để nó lồng nhau thì tí nữa chúng ta sẽ làm, nhưng mỗi một project chỉ có một file PCB thôi, để cho nó đỡ bị nhầm. Cơ bản là như thế, đỡ bị nhầm. Thì mình làm từ cái tuân thủ từ cái đơn giản nhất cho đến cái phức tạp nhất thì nó mới không bị nhầm. Ví dụ như là có những cái thiết kế cái có những cái hệ thống nó lên đến 32 trang sơ đồ nguyên lý cơ, thì mình sẽ thiết kế như thế nào? Bụi tĩnh điện có không? Đây chỉ có một, cái này có một. Trước làm cái đấy là công trình cán thép, xi măng hay không? Tức là tí nữa mình sẽ làm đến cái đấy, là đây ví dụ như này. Đây, ví dụ như là một cái project đây, tên là cán thép. Thì trong này là chỉ có một cái sơ đồ mạch in. Còn dưới đây có sơ đồ mạch in thì là khi mà mình hoàn công ấy, mình sinh ra để mình hoàn công thôi, mình thi công xong mình hoàn công thôi. Ví dụ đây là một cái PCB cho cán thép chẳng hạn. Thì nó to như thế này thì cũng chỉ có một cái bản PCB trong một project thôi. Thế còn cái đây chính là cái bản vẽ sơ đồ nguyên lý chẳng hạn.
thì mình nhìn nó chỉ có này thôi, nhưng mỗi một cái màu xanh này này lại là một cái sơ đồ nguyên lý khác. Đây ví dụ như mình có thể nhìn ở đây này. Đấy, mỗi một bản màu xanh đây, cái thằng cán thép nó ngoài nhé, xong mỗi một cái này là bên trong. Đấy, bên trong thì cho cái zoom nó chạy. Đây ví dụ như này thì trong cái project là tên là cán thép đây, thì nó có là cái cán thép này này là chính, thế xong mấy cái này này là cái con của nó, thế xong trong ông analog này lại có một cái con nữa. Đấy, thì tức là project của mình phức tạp ấy, thì mình phải quy hoạch làm sao cho là từng phần một. Thế ví dụ như ông này chẳng hạn là đây là một cái header đầu vào, thì trong cái header đầu vào này thì analog được cho vào đây, số được cho vào đây, thì analog mình quy hoạch riêng, số quy hoạch riêng. Thế xong rồi ví dụ ông dưới này chẳng hạn, ông này là nguồn ạ, thì cái nguồn thì mình lại quy hoạch riêng để mình thiết kế là thiết kế phần nào được phần đấy. Ví dụ như là khi mà mình làm mình chỉ kiểm tra từng phần một thôi, thế thì mới được. Thế ví dụ như bên trong cái này này, cái trong cái analog này, mình chui vào trong cái analog này thì nó lại có sơ đồ nguyên lý riêng, thì thực ra nó đang đứng ở đây. Đấy. Đã nhìn cái màu xanh này nó đang đứng ở đây này, tức là nó đang nhảy vào đây rồi. Thế còn ví dụ như là cái bên analog output chẳng hạn, trông thì như thế này thôi, thì nó có một khối thôi. Một khối nhìn màu xanh như này mình hiểu bên trong là còn nữa. Giữ control xong kích đúp chuột vào đây thì lại mở ra. Mở ra thì ông bên trong này lại có analog của bên xử lý riêng với analog output. Cái file này chính là analog output. Thì trong analog output ấy, thì mình có một cái bộ chuyển đổi, ví dụ số tương tự chẳng hạn, thì mình có hai bộ chuyển đổi số tương tự rồi. Thì bên ra ngoài mình có khuếch đại, ví dụ mình vừa chuyển đổi số tương tự xong mình vừa khuếch đại thì nó trông rất là phức tạp. Cho nên mình vào trong cái khuếch đại này thì nhìn thấy cả một cái file khuếch đại như thế nào, tức là từng phần một. Nó có một nguyên tắc chung để làm cái việc này, tức là phải thống nhất là ông nào là vào, ông nào là ra. Thế xong tín hiệu nguồn thì như thế nào, tín hiệu của tín hiệu thì như thế nào, dây nguồn như thế nào, cái nào là chung, cái nào là riêng, nó sẽ có từng cái phần như vậy. Thì đấy là giới thiệu chung. Thì bây giờ mình bắt đầu đi làm một cái là một cái mạch đơn giản đi, đơn giản nhất mới có thể. Vào file xong rồi vào new xong vào project xong rồi vào PCB project, file new project phía dưới PCB project, rồi nó sẽ tạo ra một cái project trống. Nếu để cho đơn giản, ví dụ nhìn trên cái này nhiều này, mình có thể là tắt đi kích chuột phải vào project, muốn tắt đi kích chuột phải project trong close như này, thì coi như cái tầng trên này mình không cần nữa, để bây giờ mình tập trung một cái thôi. Đấy, thì bây giờ mình đã có một cái PCB của dây như này, xóa tất cả những cái khác không phải, cứ close hết đi. Đấy, rồi close chuột phải, close cả đấy, cái file không cần thiết đi. Ủa, thế như thế là close hết. New file new xong project PCB project rồi. Close project rồi, thế rồi xong. Thế bây giờ là mình chuột phải vào, mình add new to project, add new to project xong vào schematic, cho một cái schematic rồi kệ nó, chuột phải tiếp, add new project PCB, chuột phải trên cái PC project đấy, add new PCB rồi. Thế coi như là về thành phần là mình có đủ rồi, một nguyên lý và một PCB. Đấy, thế bây giờ mình lưu lại file save all. Thì cái này nó có đặc tính như này, là khi mình kích vào chữ file chẳng hạn nhé,
và save all cứ để chuột ở đấy, mình sẽ nhìn thấy này là chữ file có cái gạch chân chữ F, còn save all gạch chân chữ L. Đấy, nhớ cái đấy. Về sau mình muốn lưu mình chỉ việc bấm F L, thì bấm F nó sẽ gọi menu file ra và bấm L nó sẽ cho save all. Đấy thì bấm vào Ctrl Alt không 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 cần. Không cần. Bấm FL là file save vào. Còn Ctrl F vẫn được, nó vẫn có phím Ctrl F như bình thường. Okay. Save all. Thế bây giờ mình mới chọn một chỗ là lưu, mình tạo hẳn một chỗ đi, vào D. Vào D tạo ra một cái new folder. Đấy, new folder là ở đây là nếu mà các anh đặt đúng chỗ của mình ấy, thì mình có thể đặt mỗi người một chỗ cũng được. Sao? Để không rồi. Thì cái folder này tên là Power 5V đi, 5V đi. Đấy. Tạo ra một folder là Power 5V. Không vào đấy. Thế bây giờ cái dự định của mình là gì? Thì mỗi người có một cách quy hoạch riêng. Thế nhưng mà em thì em quy hoạch như này này. Ví dụ mạch nguồn 5V, tức là ý tưởng của mình ấy, là mạch nguồn 5V này. Thứ nhất này, do Tuấn Anh thiết kế là cái thứ hai này. Và thiết kế này là vào 2014 tháng 7 là cái thông tin thứ ba này. Và version 1 chẳng hạn, thì mình đặt một cái tên để về sau tất cả mọi thứ mình sẽ đặt đúng cái tên này, gọi là mã của mạch đấy. Thì ví dụ như ở trên cái mạch này thì mình tên là định vị bách khoa BK88 V3.8, thì chính là cái BK88 V3.8. Thì ở đây em hay đặt tên như này là mạch nguồn MN này, để ngang Tuấn Anh thiết kế là TA này, 2014 là 04, tháng 7 là 07, 2014 là 04, version là V1. Thế về sau mình sẽ có V1.0, V1.1, thì bây giờ mình cho V1.0 như này. Về sau nếu như có update thì mình sẽ lấy cái này làm tên của project, tức là lấy mã của project làm tên để lưu. Thế mình quay sang cái chỗ mình lưu này, dán tất cả mọi thứ, nó hỏi nó lưu cái gì, dán tất cả cái này vào. Ví dụ như đây P1.0 save, xong nó hỏi tiếp là cái schematic ấy, cũng dán tiếp cái đấy ra save, xong hỏi tiếp project, dán tiếp cái đấy ra. Nhưng mà cái thằng project nhìn PCV project thì về project về sau mình sẽ có rất nhiều cái phiên bản, cho nên VXX đặt này là về sau, khởi đầu là bắt đầu thiết kế từ tháng 7 nhưng vừa dừng bao nhiêu đấy là về sau đấy, thì mình save. Thế và mình quay trở lại ở trong cái chỗ mình thiết kế thì nó sẽ có quy hoạch như thế này. Đấy là cái project đây, cái PRG PCB đây. Đấy thì nó sẽ có là cái tên mình sẽ là mạch nguồn này, TA407, tức là ví dụ Tuấn Anh thiết kế chẳng hạn, năm 2014 tháng 7, version ấy, trong này mình sẽ có nhiều version, thì mình sẽ nhìn cái PRG PCB là project, PCB doc là cái file mạch in, cái file PCB ấy, để sau mình thiết kế. Khi mình đặt máy in thì mình chỉ gửi cái file PCB đi thôi. Đấy. Và cái SCH ấy, là schematic, là về sau mình sẽ thay đổi thiết kế hay là thay đổi trong này. Đấy thì quy hoạch nó như vậy. Thì quay trở lại bài toán này thì bây giờ cái việc đầu tiên để mình chuẩn bị cho thiết kế đó là cái template này này. Ví dụ cái này này, cái title này, size, version, number. Cái đấy tắt đi, cái đấy là zoom thôi. Zoom là mình tắt đi. Rồi. Thì cái này mình thay đổi cái này ở đâu? Cái này của mình hiện nay đang khổ letter. Đấy, thì bây giờ mình thay đổi vào đâu thì mình vào là design. Xong project template. Design project template. Xong là choose file. Đấy, bấm vào đấy thì mình có thể nhìn bấm DPC. D cho design, P cho project và C cho choose file. Đấy, thì mình chọn một file.
Thì ở trong này mọi người vào cái thư mục Tuấn Anh lúc nãy, mọi người để đâu đấy, vào thư mục đấy, xong rồi vào cái thư mục là Standard Antium Library. Đấy, vào cái có một cái thư mục. Đấy, sẽ vào Standard Antium Library. Làm như này cho nhanh. Là đây cái Antium 14 này, chuột phải vào đây này, xong rồi Include Library, lần sau vào cho nhanh. Đấy thì lần sau mình bấm vào đây thôi. Và Library bấm vào đây thì nó sẽ ra cái này. Đây này. Đấy, bấm vào Library này nó sẽ vào đây, thì vào Standard Antium Library. Xong vào Antium Designer Template. Anh vào vào design này. Design này, xong project template này. Chua file này. Đúng rồi. Vào cái thư mục mà em copy lấy. Đấy, vào đấy, vào standard rồi Antium đầu tiên luôn, template chui vào luôn. Rồi. Thế bây giờ mình muốn thiết kế khổ bao nhiêu thì mình chọn trong này có ghi A3 A4 rồi. Thế ví dụ ở đây em chọn cái A4 MT Đại học Kỹ thuật Công nghiệp. Ví dụ như thế. Open. Đây A4 MT là cái cứ chọn theo đi, và sau mình sẽ tạo ra một cái riêng cho mình. Kích nút vào đây. Đấy. Open. Ok. Ok. Thì ở trong này nó có một cái là ví dụ cái tên bản vẽ của anh bị lỗi chẳng hạn, là anh chưa cài cái phông đấy. Cái phông này là các cái phông VNTime ấy, là VNA. À muốn zoom, bây giờ dùng chuột. Để trước khi làm để nhanh để dùng chuột cho dễ đã. Thì bây giờ như này, mình có thể là di chuột để lăn chuột ấy, ví dụ như này chẳng hạn. Lăn chuột thì nó lăn lên lăn xuống, giữ ship thì nó sẽ lăn trái lăn phải. Đấy, giữ ship xong lăn chuột thì nó sẽ lăn trái lăn phải, để nguyên thì nó sẽ lăn lên lăn xuống. Thế bây giờ bấm Ctrl thì zoom to zoom bé, nhưng không tiện là bấm chuột giữa xong di chuột, bấm cái nút giữa này, bấm nút giữa xong di chuột đấy, thì mình bấm chuột chỗ nào nó sẽ zoom chỗ đấy. Đấy, zoom lên zoom xuống, giữ đấy. Chuột ô, thế con chuột này nút giữa hỏng à? Chưa dùng bao giờ mà hỏng. Thế thì cái nút đấy chắc bị hỏng đấy. Chuột nó ầm ầm thế này cơ. Đấy thì nếu đây không ai nút giữa kìa. Không, cái nút này là chỉnh CPI, tức là có lúc này là thợ chỉnh ảnh nó hay dùng, tức là di chuột này thì quãng đường đi của chuột dài hay ngắn thì con chuột chạy nhanh hay chậm, đấy cái độ phân giải thì thợ ảnh họ hay dùng thôi, trên mình thì không cần đấy. Ví dụ luôn giữa, hoặc là anh có thể để chuột đâu đấy xong rồi giữ Ctrl, anh dùng Ctrl anh quen. Còn cách đặt cái cho đá tốt nhất, cách pan nhé, cách pan là chuột phải xong di là nó pan đấy, thì như thế này nó mới nhanh. Làm như này nó mới nhanh, thì mình cứ chuột phải là ban. Chuột phải giữ xong rồi di chuột. Không, chuột phải đấy. Phải là dê. Cứ dê bấm chuột phải kéo đi đâu là nó khác ban cái đấy. Đấy rồi, thì cái phần ở trong bản vẽ đấy thì em hay làm cái là ví dụ mã sản phẩm nó chính là cái file mình vừa lưu ấy. Thì mình bấm F để to gọi cái file save, xong bấm A để save với F, tức là lưu sang file khác ấy. Đấy. Xong rồi mình không lưu mà mình lúc này nó có tên của anh, lúc lấy là lưu của anh chưa lưu bố rách đúng không? Đúng rồi. Chưa lưu, bây giờ anh phải lưu đi, bây giờ phải lưu đi. Rồi. Save bố rồi. Thế lúc nãy vẫn lưu là sheet 1 à? Sheet không 1. Đổi tên à? Đổi tên. Đấy thì bây giờ mình nếu như mình đổi tên thì cái file của mình chính là cái mã sản phẩm, thì mình copy một cách đấy. Đấy, chỉ việc copy. Chưa có project, chưa save project. Save là... Không, anh bấm vào cái này, bấm vào đây xong rồi đấy. Không, F bấm phím tắt. Rồi F A nhỉ. Đấy, thì nó đấy bây giờ copy, chỉ việc Ctrl C nó sẽ copy được cái dòng này. Đấy thì bây giờ mình muốn ghi chữ lên đây chẳng hạn. Ghi cái chữ này nó không liên quan gì đến mạch. Đấy, là chỉ là ghi chữ thôi. Thì mình vào đây là place,
xong text string. Text string. Thì trước khi mình bấm thì mình lướt qua một lượt, lướt qua một lượt trong cái thanh ghi này đã. Là ở đây nó có vài cái là burst entry này, path này, vân vân. Thế nhưng mà những cái này mình ít dùng lắm. Mình rất ít dùng, mà trong cái này mình chỉ dùng cái text string là chính thôi. Thì lúc này nó mới dán một cái chữ. Thế bây giờ mình làm nào để chỉnh sửa cái chữ này? Thì mình nó chưa dính vào đâu này. Chưa dính vào đâu là mình bấm phím tab một cái. Bấm phím tab một cái. Thì nó ra cái chỉnh sửa, anh vào play text string, bấm phím đấy. Bấm phím tab một cái thì nó sẽ ra chỉnh sửa trước khi mình làm một cái menu chỉnh sửa rất quan trọng. Thì mình gõ cái chữ gì vào đó thì là tùy mình. Sau đó enter một cái thì nó sẽ ra một cái chữ mình mong muốn, và lúc này muốn dán vào đâu thì mình chỉ được cái chuột vào đấy. Chuột phải là nó mất đi. Thế xong ở đây thì mình bấm chữ này mình dây đi dây lại được. Đấy. Dây đi dây lại được thì để cái chỗ mình mong muốn. Đấy. Xong bây giờ mà khi mà quen ấy thì mình place là có chữ kích đúp vào đấy để chỉnh. Rồi nếu mà đã chỉnh rồi thì kích đúp B cái này sang chỗ khác. Anh cầm mình B lên thế, xong rồi cầm bên bấm bên dưới xóa đi, kéo lại. Đấy. Thế ví dụ như về sau mình nhớ ra gì, place là chữ P, texting là chữ T. Cho nên về sau mình sẽ làm nhanh là P, T. Đấy thì nó sẽ ra cái texting như vậy. P, T. Đấy. P, T thì lúc này thì mình thích làm chữ chữ gì thì mình làm. Có chữ gì nó như mạch nguồn 5V nữa. Ok, thì đây là tên bản vẽ, ví dụ thế chẳng hạn. Escape hoặc là chuột phải nó sẽ mất đi. Đấy, ví dụ như thế. Okay. Rồi, thì cái việc cái đầu tạo tiên logo rồi. Cái tạo logo này thì mình lại phải sửa trong cái file cái không phải ở đây. Ở đây không được. Mà mình sửa trong cái file template thì cái đấy tính sau. Đấy, khi nào mà vào cái mục lương cao thì mình sẽ sửa. Rồi. Thế bây giờ là mình có cái này rồi nhưng mình chưa có linh kiện. Thì bây giờ cái khu vực mà lấy linh kiện thì ở đâu? Thì mọi người nhìn vào góc phải dưới màn hình. Góc phải dưới của cái cửa sổ Antium ấy. Nó có là một cái là system này, anh bấm vào chữ system. Đây phải dưới, đây bấm vào chữ system. Thì mình nhìn này, trong cái system này có mấy cái mình hay dùng. Một là library, tức là thư viện. Hai là project là cái phần bên trái của mình đấy này. Đấy, cái project chính là cái bên trái đấy. Là hai cái đấy hay dùng, và ba là cái message để khi mình chạy mạch thì mình mới dùng cái message. Nhưng bây giờ thì chưa. Thì bây giờ mình đang cần cái library. Bấm vào một cái nó sẽ hiện lên. Đấy, nó sẽ hiện lên. Thì tùy từng tình trạng nó sẽ hiện ở đâu đó. Thì ví dụ anh bấm vào cái màu xanh anh kéo đi. Mình đặt ở vị trí khác, bấm kéo đi. Thì cái Antium 14 nó cái màu xanh lên này, nó trên này. Bấm kéo đi thế, anh cứ kéo hẳn ra ngoài đấy. Thế, không đấy, ví dụ để thả ra. Thế nó sẽ nằm lửng lơ. Thì bây giờ mình lửng lơ này, mình khi mà mình bấm mình kéo ấy thì ở giữa màn hình nó có hai cái mũi tên. Mình đặt vào đâu? Đấy, đặt vào chỗ nào, đặt vào cái mũi tên nào, đặt con chuột của mũi tên nào thì nó sẽ vào cái đấy. Đặt đúng con chuột vừa kéo, đặt con chuột của mũi tên nào thì nó sẽ nhảy vào đúng vị trí đấy. Thả ra thì nó thu về. Không mất. Thì bây giờ ở phía trong này này nó có một cái library ẩn. Đấy. Thế mình bấm vào nó hiện ra, nhưng mà như thế này bấm chuột ra nó thụt vào mất. Bây giờ là lúc mình đang thiết kế thì mình muốn nó ghim lại. Thì mình bấm vào cái ghim ở giữa. Ghim luôn. Có cái ghim ở giữa, bấm vào phát thì nó sẽ ghim luôn. Đấy. Cái mục ghim như này. Thế bây giờ trong cái library này thì mình cần cái gì? Trong cái library này thì mình cần những cái thông tin cơ bản thôi. Là một là danh sách thư viện. Một là danh sách thư viện phía trên nên là nó đang trống. Đấy. Hai là component name, kể là ở cái chỗ là cũng đang trống, mọi người đang trống hết. Thế bây giờ mình làm nào để thêm thư viện vào được? Muốn vẽ để thêm thư viện vào.
thì mình bấm vào chữ library. Bấm vào chữ library. Thì bây giờ nó đang có hai cái, nó có hai cái mà mình cần. Một mình cần hiểu, một là project và hai là install. Nếu mà mình bấm vào chữ project ấy, thì toàn bộ library đấy nó sẽ thêm vào cái project của mình. Có nghĩa là mình có thể sửa library được, căn chỉnh được, bấm trực tiếp vào project trong sửa. Thế còn nếu như mình thư viện mình ổn rồi, không phải sửa chỉnh sửa gì hết, thì mình bấm vào chữ install. Mà khi đã vào install thì bất kỳ cái project nào cũng dùng được. Đấy, còn nếu mà mình cho project thì chỉ có project của mình đang mở, mình đang add mới dùng được thôi. Đấy. Thì project khác muốn dùng thì lại phải add lại. Thì mình ở đây bấm vào chữ install. Đấy, bấm vào chữ install xong nhá thì nó đang trắng. Chưa có gì. Thì ở đây add rồi thì nó có vài cái nhưng mà người đang trắng chưa có gì. Thì bây giờ mình chỉ bấm vào chữ install bên dưới. Đấy, thì bây giờ tìm những cái thư mục mà cài đặt lúc nãy. Vào thư mục cài đặt. Không, anh kéo này cho nhanh, kéo cái thanh này cho nhanh. Đấy, kéo lên. Kéo lên đấy, bấm vào chữ Antu Designer này. Không cần phải tìm đấy. Thì bây giờ là có Adelip. Adelip. Đấy, vào chui vào cái Adelip. Rồi. Thì cái Antium này mình vừa tạo chứ đúng không? Đấy, cái này em vừa mới include vào xong. Cái này là vừa tính năng của Win ở bên này ra. Include vào. Bây giờ mình chỉ có import nó vào thôi. Rồi. Ừ. Thế bây giờ ở chỗ integrate library bên dưới, không, integrate library bên dưới. Rồi, mình chọn xuống cái own đi, chọn cái own install library cái dài nhất ấy. Đấy. Rồi. Bấm lên bên trên. Không, bây giờ mình bấm lên bên trên, bấm lên cái cửa sổ bên trên. Chọn tất ạ. Chọn on. Rồi, bấm lên cửa sổ bên trên xong Ctrl A. Chọn tất. Rồi, xong bấm vào chữ open. Đấy. Thế là nó đủ hết. Đúng rồi, có nghĩa là tạm thời thì cứ thế cho nó nhanh. Xong bấm open, thế là đủ hết. Xong close vào. Thế bây giờ nó mới xuất hiện ra là những cái thiếu và những cái thừa. Thì bây giờ này, cái trên cùng mọi người bấm lên cái mũi tên sổ xuống ấy, cái bên trên cùng chỗ này là thư viện. Chỗ này là thư viện thì mình thiết kế mình phải nhớ cái gì ở trong thư viện gì thì lại phải tìm ở đây, phải chọn thư viện đây. Cái thứ hai là cái danh sách các cái linh kiện thuộc thư viện đấy thì nó list xong phía bên dưới. Xong rồi đến cái phần mà cái nguyên lý thì nó list ở đây thì cái nguyên lý này thì mình biết rồi. Thế nhưng mấy cái dưới này mình lại không dùng. Danh sách hai cái dưới cùng. Cái danh sách bên trên đấy, bên trên. Không. Đấy, mấy cái mũi tên không. Bên trên, đấy, đấy là cái danh sách những cái thư viện. Đấy, thì mình dùng thư viện nào thì mình chọn cái danh sách ở trong thư viện đấy. Thế sự cái hai cái dưới cùng này là hai cái dưới mà mình ít quan tâm nhất. Dưới cùng này. Cái trắng này, cái ít quan tâm nhất. Thì mình bấm một cái mũi tên để cho mình lấy không gian nào. Bấm cái mũi tên nhỏ để ẩn nó đi. Đấy. Thế còn lại thì là mình cần. Còn lại ba cái kia thì mình cần. Anh hỏi đoạn này cái này mình có chọn được cái TDC để biết cái nào có sẵn, cái nào không có sẵn. Có. Thế bây giờ ở đây, đấy mới là bây giờ mình mở rộng ra môi trường làm việc. Thế bây giờ mọi người kéo dùm em là cái phần mà list linh kiện nó dài hơn các cái phần khác, cái khu nhỏ các phần khác, đặt con trỏ chuột vào giữa hai cái thanh đấy, nó có thành 20 tên kéo vừa nhìn vừa đủ nhìn thôi, kéo xuống cứ kéo thoải mái đấy. Thế thì để mình tạo ra cái thư viện trên này rộng. Thế bây giờ cách lấy linh kiện kiểu gì, bây giờ mạch nguồn đúng không ạ, thế mình gõ chữ 78, mình cần 7805 đúng không ạ. Anh cứ để phía bên dưới, như này, chỗ mà đang lấy linh kiện, anh gọi 7. Nó sẽ ra tất cả những linh kiện ở đầu 7. Cứ gõ đấy, anh gọi 7, số 7. Cái này cái đấy gõ số 7. Không có, như vậy thư viện này không có. Thư viện này anh không có, đúng không? Mình chọn thư viện khác. Như lên GeneralIC đầu tiên này, xem có, gọi 7, gõ 7. Rồi, gõ tiếp 8. Gõ tiếp 0. Thế là thấy 7805 không có, đúng không? 7805 không có.
Thế 7809, đây có 7809 ví dụ thế. Thế bây giờ mình sang cái thư viện khác, ví dụ TASH xem nào. 780 đấy, 5. Nhìn thế là có 7805 rồi. TACTSCH đấy, anh vào cái TACTSCH đấy. Đấy. Rồi. Co anh co cho cái cột tên nó rộng đó, cột component name. Đây này, đây này, đây. Bên cạnh bên trái chữ like đây, đấy, co rộng. Đấy. 7805 đấy, đúng rồi. Có vào đấy rồi thì mình bấm vào chữ place. Place 7805 phía bên trên nó sẽ có hiện lên tên luôn đấy. Place đấy, bấm vào cái place. Bấm ra. Bấm vào phát. Rồi. Có anh có chưa? Nó ra đây chưa? Rồi à, nó lấy mấy phát rồi. Rồi, escape để cho nó mất đi. Cửa phải không mất à? Cửa phải cũng được. Đúng không? Đấy rồi. Một con là 7805 rồi. Thế bây giờ mình lấy ví dụ cho một cái cọc vào chẳng hạn nhé. Em thì em hay gọi là cọc, đặt tên là cọc như COC cọc rồi ạ. Thì cọc 2. Cọc. Cọc là cái header nhưng cái mà nó to. Nó lại ẩn đi anh lại bấm lại trên library đi. Bấm vào cái ghim này. Rồi. Đây là COC đúng không? Cọc 2. Đây. Rồi. Thế bây giờ trong quá trình thiết kế nhá, mình muốn có 3D thì mình nhìn phía dưới này. Có 3D thì mình lấy, ví dụ thế, thì cho nó nhanh. Rồi xong quay linh kiện, bấm dấu cách quay linh kiện. Có 3D này như nào? Đây này, cái linh kiện này có 3D không này. Thì ở phía dưới này. Anh giữ ship, giữ ship, quay chuột phải, giữ phím ship, quay chuột phải. Di chuột phải, đấy. Giữ ship, nhưng quay chuột phải thì để mình xem là cái linh kiện này có đúng với cái mình cần hay không mà. À, đúng dạng không? Đúng cái dạng không? 3D không? Mình chọn ngay lúc này thì nó nhanh, về sau làm cũng được. Nhưng mà về sau làm thì nó sẽ mất thời gian hơn. Tải cái file đâu. Kéo lên. Vừa tắt. Ở tắt thì bấm vào đấy, chọn cái modem. Modem. 3D modem. Đấy đúng không? Rồi. Thế coi 7-8 năm rồi lấy cái cọc thì mình có đầu vào đầu ra mình test hai lần hoặc là tí nữa mình copy về sau mình lấy thêm cái tụ nữa đúng không ạ? Mình gọi chữ tụ đi. Thì nó sẽ ra tụ hóa chẳng hạn. Lấy một cái. Thế bây giờ mình paste nhiều, ví dụ mỗi mảnh nguồn mình paste hai cái tụ đấy, cắm được anh gõ tụ cũng được, em đặt tên là tụ mà. Mình đặt hai bên mình làm cho nó nhiều linh kiện vào một tí. Xong mình lấy thêm một cái ở dưới đây nó có một cái em đặt tên là tụ lá 104, anh lấy thêm một cái tụ lá 104. Không, okay. Anh bấm phải bấm vào đấy mình đi gõ. Rồi tụ lá. Tụ kéo lăn xuống dưới nó có tụ lá. Đấy, 104 ví dụ thế nào. Đấy. Thế vào. Thì ví dụ mình paste nó vì nó mạch mình chỉ là thử thôi cho nên mình paste vài cái, ví dụ lấy con diode chẳng hạn. Thì mình gõ chữ DO. DIO nhỉ. Thì nó sẽ ra diode, thì ở đây có một vài cái loại diode thì để mình chọn luôn cái kiểu chân. Anh kéo cái này nó to lên một tí, đấy. Được rồi, lấy con này cũng được. Đấy. Thường thường là nó có 3D hết à hay là gì? Không, 3D hay không là không do mình, thư viện. Mình có hay không? Đúng rồi, là do thư viện. Do thư viện nó có hay không thì nếu đúng có 3D nó hiện ở dưới, còn nếu không có thì nó có thư viện của nó thôi đúng không? Đúng rồi. Thì mình cho cái diode vào. Mình lấy 4 con diode đi. Rồi. Thế thôi, copy một cái canon C, canon V, copy một cái mạch nguồn này sang. Cọc này có đơn là hắt này gì, hắt này cái này gì. À, đặt như thế để cho nó đỡ trúng mà. Hắt là header mà. Cọc cũng được, hắt cũng được. Thế bây giờ mình công tác sắp xếp linh kiện. Thì công tác này thì nói chung là thủ công là chính rồi. Sắp xếp thì mình thấy cái gì trước cái gì sau làm sao rồi về sau để bước mạch cho nó dễ. Đó.
cái thằng Antium này nó hay hơn hẳn thằng Orcad một cái là mình hoàn toàn có thể copy paste thoải mái được. Thằng Orcad nó rất hạn chế cái việc đấy. Thế xong rồi để cứ chạy một cái mạch hoàn chỉnh đã. Chạy một cái mạch hoàn chỉnh đã. Tí nữa mình sẽ có một vài cái mẹo chạy nhanh thì tí nữa mình sẽ quay trở lại sẽ tính sau. Sắp xếp cho phù hợp thì sau đó thì mình nối mạch vào cho nó thành một cái mạch nguồn. Nối mạch thành chuồn tải. Nối mạch thì ở phía bên trên này này. Phía bên trên này nó có cái plate wire này này. Phía đấy hoặc là chuột phải plate wire cũng được thì nó lâu. Phía bên đấy chính xác. Phía đấy thì mình zoom to lên, anh chuột giữa xong zoom to lên. Vẫn ấy bình thường mà, chuột phải kéo nó xuống. Chuột phải kéo nó xuống. Đấy, bấm. Bấm đầu nọ, bấm đầu kia. Đấy, đúng rồi. Đấy. Chuột phải thì nó lại mất đi. Đang trong chế độ lệnh này là chuột phải nó lại mất đi. Nó mà mất đi thì mình lại bấm vào plus y kia hoặc là bấm vào p xong v kép. Nhưng mà để dùng được p v kép thì mình phải tắt cái uni key. P v kép. Tức là p v kép là p v kép thì bấm p là plus v kép là y. Đấy. Nhưng mà tắt uni key nó phải tắt uni key đúng rồi. Sai về mặt cơ bản. Đấy thì cái đấy nhiều lúc không để ý đâu. Nói chung là khi làm nhiều lúc là tiếng Việt nó không thuộc là cái nhóm phần mềm cho nên là ít khi mọi người để ý. Cho nên gặp những cái lỗi rất là bình thường thôi nhưng mà lại cứ loay hoay không hiểu nó tại sao. Cứ khởi động đi khởi động lại. Đấy. Thế cho ở đây em cho khá nhiều cái tụ này, tí nữa mình phân nhóm ấy, mình sắp xếp từ bên sơ đồ nguyên lý này sang bên máy in, chọn nhóm bên nọ chọn nhóm bên kia như nào cho nó nhanh. Thế trong cái chạy dây này thì nó cũng có một vài cái tiểu xảo nó cung cấp cho mình rất là nhanh. Thế ví dụ như này. Ví dụ là mình muốn có một ở đây không có con nào nối tiếp đúng không? Mình cứ giả sử cho tạo ra một cái đoạn linh tinh cho nó nối tiếp. Ví dụ như bây giờ mình thêm một con chảo vào đây đi. Hai tụ nối tiếp. Đây ví dụ như này mình cho ví dụ cho hai tụ nối tiếp chẳng hạn nhé. Thì ví dụ vào đây. Thì, mình copy con tụ này nhỉ, xong dán nó vào mình muốn nối tiếp như thế này thì bây giờ làm thế nào? Làm thế nào? Thì bây giờ nếu như mà bình thường thì mình sẽ đặt bên ngoài xong mình dính vào, nhưng nếu mình đè vào đây nhá thì tự nó sẽ ngắt dây ra. Đấy, nó sẽ nối cho mình. Đấy. Thì copy đặt trên cái đường nối dây đấy, đặt đúng đường nối dây mà có hai đầu, nó có hai cái đỏ đỏ ấy, thì tự nó sẽ nối cho mình. Nếu như muốn thêm điện trở trên đường dây cái này. Đấy. Đặt vào phát là xong. Thế đấy là một. Đấy là một. Với thứ hai là như này. Bây giờ cái mạch này mình đấu xong rồi, mình di chuyển kiểu gì để cho nó vẫn phải dính với cái dây nối vào của mình vào, đúng không? Đấy như anh vừa dính đấy là bây giờ muốn là cái tụ này này, tụ C1 này này. Một cái tụ C1 này à, cái tụ C chẳng hạn. Bây giờ mình kéo sang chỗ khác ấy, thì dây điện là đứng im. Dây điện là đứng im. Rồi. Còn thì linh kiện thì chạy, nhưng bây giờ mình không muốn như thế. Mình muốn là kéo cái này phải dây nó phải đi theo. Thế bây giờ là kéo bình thường như này là kéo cái gì đi về đấy. Đứt luôn về đấy. Nhưng bây giờ mình bấm chọn xong mình giữ control thì mình kéo đâu ấy, thì dây nó sẽ đi theo đấy. Giữ control thì đến đâu thì dây nó sẽ đi theo đấy.
bấm giữ control. Đấy, thì đến đâu dây như thế nào? Thằng này nó không đi ạ? Không, nó chỉ có cái thằng chính của nó thôi. Ví dụ như là hai đầu như này thì nó sẽ đi. Đấy, còn những thằng khác thì không. Đây, ví dụ như thằng dưới này không đi đâu. Thằng chân mát này, 3, đây nó đấy, có thằng nó 3. Chân mát đây, bên này đi đây đây. Sao nó không đi? Không, anh giữ control trước đi. Zoom to, ừ. Zoom to làm cho dễ. Không, ở đây từ từ anh Ctrl Z lại, anh Ctrl Z lại nhìn nhé. Ở tại chân 785 của anh có một dấu chấm. Có nghĩa là anh nối chưa đúng. Đúng không? Đấy, bây giờ anh giữ Ctrl Z đi mà xem. Chắc chắn nó sẽ đi theo. Còn tất nhiên những cái thằng kia nối vào dây đấy thì là nó sẽ không đi theo đâu. Dây gọi là giống như dây buộc. Em nghe chưa? Ông Ron nó về từ sáng quên với ông không bảo sao? Về từ từ sáng. À thế rồi. Rồi anh qua anh lấy luôn đi. Nhưng có một con 8050 của nó lại thiếu. Con 8050. Con đèn 8050 nó bị thiếu. Thế nó và nó bị sót con đấy. Và ok anh qua anh lấy đi. Dạ vâng. Ok. Thế coi như là cái mạch này mình vẽ đã xong đó, nhưng mà nó còn có một cái dấu là không phải một là dấu hỏi với hai là cái dấu mà đỏ đỏ ạ. Cứ nhìn thấy dấu đỏ đỏ lại có nghĩa là lỗi nhé. Cứ nhìn thấy cái dấu bất kỳ một dấu nào xuất hiện có nghĩa đấy là lỗi. Ví dụ đấy, cái đỏ đỏ linh kiện nó đều có vạch đỏ đỏ đấy. Riêng có mỗi 7805 là không lỗi thôi. Mọi người cứ đẩy mà xem, nó sẽ riêng 7805 là không lỗi. Tất cả các lỗi. Lý do tại sao? Là bởi vì chỉ có mỗi 7805 là mình có duy nhất một con, cho nó có một tên, còn mấy thằng khác là trùng tên. Đấy, trùng tên là lỗi. Thế giờ anh ngồi đánh tên như thế thì đến bao giờ là xong, đúng không? Đúng là tư duy của người ta là cứ kích đúp vào đây xong mình gõ cái này là C1, đúng không? Thế như thế thì bao giờ mới xong được, đúng không? Thế bây giờ ở đây nó có một công cụ đánh tên tool, xong rồi for a not own schematic. False anode on schematic. Đây. False. Đấy. 14 linh kiện cần đánh tên lại. Đấy. Tất cả linh kiện đã được đánh tên. Và không thảo trùng với thằng đấy. Đấy, không còn lỗi nữa. Đấy thì cái nguyên tắc đánh tên ở đây là cứ thằng nào cao á thì là tên nhỏ, cứ trên trái của anh thì trên trái, từ trái qua phải đấy, trên dưới. Thế mà mình hoàn toàn có thể chỉnh được cái đấy, nhưng mà cái việc đấy không phải là quá quan trọng. Mình hoàn toàn có thể đánh tên là D1, D2, D3, D4 hoặc DA, DB, DC, DE, DF, nhưng cái đấy nói chung không quan trọng lắm. Thế coi như cái này xong rồi, nhưng mà lại là chưa xong. Đấy. Thế bây giờ mình đã làm được cái việc gì rồi? Vẽ ra được đến cái mạch chỉnh sửa đó. Mạch rồi. Thế bây giờ chọn tham số cho mạch PCB thì làm như này. Đấy. Thế cái đoạn vừa rồi là anh kéo trở lại cho tất cả nó nối cùng nhau đi, kéo cái dây nguồn. Yeah. Rồi, vào tool. Yeah. Tool for anode on schematic. Đây. Force anode on schematic. Đúng rồi. Yes. Xong tự động biết cái nó sẽ chuyển tự động chuyển hết. Tất cả các thứ đều có tên. Nhưng mà bây giờ các màn hình của mình nhỏ đấy, anh bấm vào cái ghim này để cho nó thu ghim đấy, cho nó thu tự động co sang bên kia. Này cái ghim này. Cái ghim của project đấy. Rồi bấm sang ấy là nó đấy. Không gian làm việc rộng. Đúng chưa? Thế bây giờ như này rồi nhá, nhưng mà bây giờ mọi người kích đúp vào một linh kiện nào đó bất kỳ. Kích đúp vào một linh kiện nào đó bất kỳ, nó hiển thị ra một cái là Property Schematic Component. Đấy. Ông bác tiền cước anh nhỉ? 25.000. Ok, em đợi cổng nhé, anh cứ hỏi được.
độ sáng này có ổn không? 640 lít là đánh sáng làm việc có đối đủ. Như bơm tổng chiếu sáng hiện nay bao nhiêu watt? Mấy đèn này? 3, 6, 9. Tổng cộng tất cả, toàn bộ từ đây ra là có 9 watt. Cái này có 2 đèn. Đấy, cái thanh mình làm ra được quá. Cái thanh này mình đang chạy là 12 hay là 220? Sao chạy 12 vui? 12 vui. 2 đèn quá. Đây, cái nguồn này. Cái nguồn này là mình chưa thiết kế hay là không, là cái nguồn này không chưa thiết kế. Hôm vừa rồi em định ở trên kia nó có một cái nguồn dòng, nó một nguồn dòng của thằng cỡ dòng lớn BIDV, nó 370 đây, cái thằng Royal 370 mA. Thế nhưng mà cái này dùng gì? Cái này là đèn, nó là đèn chùm ấy, toàn LED. Đèn chùm. Đấy, nguồn cấp cho. Nhưng mà nó nhiều kênh, nhiều kênh. Nó có hai cái cụ này thì nó điều khiển được 300 LED. 300 bóng, 300 bóng với LED đơn. 300 bóng với đơn. LED 5 đi, nó tạo ra thành một chùm. Đây là một cái đèn chùm. Độ sáng tương đối ổn. Cái này nó thiết kế là một nguồn, một mát, hai cái dimmer với một cái cho nhiệt độ. Nhiệt độ mà của dàn LED cao quá là nó sẽ tự động ngắt đèn đi. Dimmer là mình thích thay đổi cường độ ánh sáng thì mình thay đổi. Cái này nó đổi theo thứ tự tụ hóa trước tụ kia sau nhỉ? Không, không phải. Thứ tự mình sắp xếp trên trái. Trên trái, tức là trên trái xong rồi trái. Đó, trên trái xong rồi trên dưới. Trên dưới. Từ trên trái từ trái sang phải trên dưới. Bây giờ ví dụ mình muốn trên đây một cụm nguồn nhá. Đây một cụm kia đó thì mình muốn phân biệt đấy thì mình phải chọn như nào. Cụm nguồn này, cụm trung tần này, cụm cao tần này chẳng hạn. Không quan trọng, không quan trọng. Cái tên này nó đánh dấu, nó đánh để cho mình không bị trùng giữa tất cả các linh kiện với nhau. Không có thế ông ngồi ông đánh bằng cái. Ông đánh theo ý của ông thì ông đánh bằng tay. Thì ông mình một cái đấy, mình có hai cách. Mình có hai cách, mình tạo ra trang. Một trang riêng là dành cho trung tần, một trang riêng cao tần, một trang riêng dành cho như lúc đấy. Vừa rồi đấy. Mình tạo ra trang thì mình đánh trong trang. Thì đánh trong trang. Thì ở trong này nhá, là có một cái này như này là ví dụ như là mình kích vào cái đầu tiên đấy. Đấy, cái comment đầu tiên mình đặt tên một cái thì trong cái designer và cái comment này, designer chính là tên của linh kiện. Ví dụ như mọi người kích vào cái tụ D1 đi, kích vào tụ D1 chẳng hạn, kích vào tụ D1 thì ở trong này D1 chính designer chính là tên riêng của linh kiện, tên riêng của linh kiện và là không trùng. Tên riêng. Đấy, designer là không trùng. Còn cái common này này, common là cái mà mình chú thích rồi đấy. Giả sử như linh kiện giá trị là bao nhiêu, linh kiện này để làm gì, tên là gì, là thứ mình chú thích rồi đấy. Có rất nhiều cách khác nhau nhưng cách này là cách đơn giản nhất. Thì ví dụ như đây là mình để là 1N4007 ạ, xong kích vào visible thì nó sẽ hiển thị lên. Vào cái D1. Đấy, ví dụ comment là cho 1N4007. Bấm vào chữ visible nó sẽ hiển thị lên. Visible. Đấy. Thì ví dụ như ok đi. Ok một cái thì mình nhìn thấy cái tụ. Nó đưa này cho Dũng. Ai Dũng ơi, cái này của em à? Thank you.
Tức là mình đánh tên không, không kích này thì nó không lên đúng không? Đúng rồi, nó kích vẫn có nhưng nó không hiện. Đấy. Thế từng linh kiện một mình phải đánh riêng như vậy à? Đúng rồi, một là như thế. Một là như thế. Hai là mình sẽ có chọn cách để chỉnh nhanh hơn. Chọn cả nhóm. Đấy, chọn cả nhóm. Em vào máy vui cái thông chat Sky đang gửi cái danh sách về. Thứ nhất là mình là có 2 mục vật tư kiện là 550. Thì lấy ra 50 cái và để lại là ví dụ chọn nhóm 500 đấy cái ra. Thế bây giờ làm nào để chỉnh được? Và có một cái mục vật đang thiếu thì có con 3.3 vuông bôi vàng ấy. Thì lấy cho anh 300 cái đóng một cái đồ hàng sáng nhận ấy, để cho khách hàng bây giờ. Cách thứ hai đấy, ví dụ cách đơn lẻ là mình cứ sắp xếp từng cái một như này. Okay. Nhưng như thế nó lâu. Đấy, cách thứ hai là mình muốn chỉnh tất cả cái này nhanh, mình bôi đen tất cả cái này chẳng hạn, chọn hết. Đấy, thế xong bây giờ mình cần những cái dưới đây này, cái phải dưới nó có cái SCH đây này, bấm cái SCH xong bấm vào SCH Inspector. Đấy. Thế bây giờ cái này nó đứng lẳng lơ lắm thì mình kéo vào cái ô bên phải này để ấy cho nó dễ. Đấy. Thế bây giờ nhìn vào như này thì trong này nói chung là nó không có gì. Đấy, nhưng bấm một cái thử thôi, bấm thử một cái thôi thì nó sẽ có rất nhiều thứ. Bấm ra ngoài, anh bấm ra ngoài. Bấm hẳn ra ngoài cho mất đi, bấm hẳn ra ngoài. Rồi bấm một cái thôi. Cứ đế hai nhá. Đấy thì nó sẽ có bằng này thứ. Rồi. Bằng này thứ. Thế có nghĩa là nếu như cùng loại, những cái gì mà cùng loại thì nó sẽ hiện lên đây. Thế là ví dụ mình bôi đen hai cái tụ như này nhá. Đấy thì nó lại nói chung là nó chỉ hiện những cái gì mà mang tính chất chung nhau thôi. Đấy. Thế thì bây giờ mình có thêm một cái cách nữa để chọn, đó là chuột phải vào một linh kiện. Chuột phải vào một linh kiện. Sau đó chọn file similar object trên cùng. Tức là mình sẽ tìm tất cả những cái linh kiện mà có những cái đặc tính gì đó giống nhau. Đấy thì ở đây tất cả những cái gì đề any thì đều là bất kỳ. Thế ví dụ như là mình chọn vào tụ thì mình chọn vào là phát comment là 104 đi. Phát comment gì kéo lên kéo xuống, kéo lên kéo xuống gì đó. À anh kích ra chỗ cái khác đây, anh kích vào cái chuột phải của con đấy đi. Chuột phải vào. Rồi, file similar object. Xong rồi đấy, có một cái phát comment 104 thì mình bấm lên bên kia, kích đúp một chữ any nó sẽ ra chữ same. Kích mình bấm mũi tên chảy xuống thì sẽ thấy là có any, same và different. Đấy. Đấy. Ok một cái thì tất cả những cái đấy nó được chọn. Đấy, tất cả đấy được chọn. Thì ở trong này nó trong này cũng chưa có gì. Bây giờ như này, bởi vì là như này, tại sao nó không hiện? Lý do tại sao không hiện thì nó một con tụ nó quá nhiều cái đối tượng khác nhau. Từ chân này, từ ký hiệu này, từ tên này và từ comment của mình. Cho nên là bây giờ mình bấm vào chữ include này. Bấm vào chữ include ấy, mình bấm vào display thì mình cho hiện cái gì thì nó sẽ hiện cái đấy. On file object. Đấy, on file object vào display này. Mình cho hiện cái gì thì nó sẽ hiện cái đấy. Đâu nó không lên được. Không có. Không, bên phía bên dưới bấm vào display đấy, ví dụ như ở đây có mỗi path thôi chẳng hạn. Rồi. Thì kích vào chữ path thì nó sẽ hiện path. Nhưng mà nếu mà giả sử như mình mà chọn cả cái khác, ví dụ như này chẳng hạn, thì nó sẽ hiện lên là cái design hay là path hay why. Đấy, ý là như thế, cách chọn là như thế. Tức là mình chọn vào một cái, sau đó chọn vào một thằng same giống nhau. Thế xong rồi ok. Thì ví dụ như này thì tất cả thằng này giống nhau thì nó hiện những cái giống nhau sang bên này. Tức là ở đây mình đang chọn tất cả mọi thứ là giống nhau của đều của tụ là 104 cả, thì đúng. Những cái liên quan đến con tụ 104 nó sẽ hiện ra bên này. Đúng. Đấy. Thì bây giờ mình có quyền chỉnh phía bên phải này này. Là cho hiện cái gì. Và ví dụ ở đây mình chọn display on object. Ok. Thế đây nó không hiện cái gì đúng không? Không hiện cái gì bởi vì mình chọn là nhiều thứ. Anh bấm clear đi, anh bấm clear bên này. Bấm clear. Bấm clear đây. Đấy, clear.
clear lại. Là thoát khỏi cái đấy à? Clear là sẽ xóa hết đi. Xong rồi chọn xong lại. Mình chọn. Không phải bôi đen như thế, không cần bôi đen như thế mà mình chuột phải vào. Chuột phải vào, chọn file sim nào đó. Đấy, sau đó ví dụ như chọn cái này, chọn tụ mới u chẳng hạn. Ví dụ kích nút vào xem đi. Kích nút vào được cho nhanh rồi ok. Ok. Đấy thì tất cả những cái gì mà giống nhau thì nó hiện ở bên phải. Mất rồi anh xóa đi chọn lại, bởi vì mình đã chọn thêm cái gì đó rồi. Đây á. Rồi, chuột phải vào. Chuột phải. File sim nào đó. Chọn mình từ rồi xem ok. Ok. Đấy nó sẽ hiện lên kia. Thế bây giờ ví dụ này, đây tất cả đều là 104 đúng không ạ? Bây giờ mình nhìn thấy chữ performance là 104. Performance ở phía bên dưới đấy là 104. Đây anh kích vào chữ 104, kích vào chữ 104. Rồi, ví dụ bây giờ mình đổi thành 224. Enter. Đấy thì 224. Ở đây anh đang chọn một chiếc. Anh xóa đi làm lại. Anh xóa đi làm lại anh sẽ thấy cái hiệu ứng đây, ví dụ 104 đây. 104 đấy. Rồi, chọn tụ lá any. Any lên trên. Cái đó thay đổi rồi, đang còn là 224 rồi. Cái đó. Cứ chọn file sim nó dây, chọn tụ hóa 104 là giống nhau. Rồi, ok. Mất cái bên này. Đúng rồi, mất là đúng rồi, bởi vì là có hai giá trị khác nhau. Thằng này là 224, còn thằng này 104 cho nên nó sẽ mất hết. Yeah. Thế bây giờ mình chọn như này cho dễ. Xóa anh clear, anh clear. Mình chọn một thằng 104 đi. Nó lý do như thế để nó tránh, anh chọn 104 xem. Rồi, ok. Vào on try nó đấy. À còn có một cái nữa anh clear nó còn có một cái tùy chọn trong đấy thì chọn rồi. chọn lại file rồi chọn 104 đây ở đây nó có một select matching đấy chuột phải nó có cái select matching đấy đúng rồi xong rồi mình chọn cái gì giống nhau ví dụ 104 giống nhau đi đây tụ một cái đó ok rồi tất cả cái giống nhau nó đang chọn nhé. Mình không, bây giờ lúc này là mình không bấm vào màn hình đâu. Lúc này mình không được bấm vào màn hình vì nếu mà mình bấm vào màn hình ấy nó sẽ mất đi cái tùy chọn đấy. Nhưng mà bấm vào màn hình là coi như từ bỏ. Đấy, ok. Thì bây giờ mình sẽ lựa chọn là file sim object này, 104 này. Save máy trình, ok. Thì bây giờ mình sẽ nhìn và bấm vào chữ 104 chỗ path common nhá. Anh bấm đây anh kéo ra đi bấm vào cái không ở dưới đó đúng không ạ bấm vào kéo vào tí thế rồi thế bây giờ ví dụ như là mình đổi thành cái gì đó ví dụ tụ 224 ví dụ thế mình đổi cái gì là tùy mình enter thì tất cả những cái linh kiện này nó sẽ được thay đổi mà chỉ thay đổi đúng loại thôi đấy thế ý là như thế thì về sau mình sẽ chở có rất nhiều loại chở tụ có rất nhiều loại tụ nhưng chỉ những cái nào mà đúng giá trị common như thế thì mình thay đổi phát là thay đổi không ạ? Như hôm nay bảo mua cái 224 không được thằng em nó lại mua cái mỗi cái 104 bây giờ mình sẽ đổi ra giá trị là 104 ví dụ thế chẳng hạn đấy xong rồi lại clear đi đấy, thì mình thích thay đổi cái gì nữa thì mình thay đổi đấy thì đấy là thay đổi giá trị của linh kiện nhé mà mình chỉ thay đổi có mỗi cái part common thôi còn cái bên trên cái designer này không thay đổi. Nếu thay đổi không trùng nhau thì không sao nhưng thay đổi trùng nhau thì bị loạn lên đấy mà khi mình chạy lại một cái là nó sẽ thành tên khác ngay. Ủa, cái này thì nó có cái cho mình sắp xếp điều chỉnh này trước không? Trước nghĩa là sao? Ví dụ như cái vị trí mình muốn đặt cho cái này để nó dễ nhìn chẳng hạn cái designer cho lên đây còn cái thường thì không về cái này nó trong thiết kế thì mình thiết kế rồi nhưng mà khi đặt nó lại hay nhảy nhưng cái đấy thường là chỉnh bằng tay rồi okay. Còn một phần nữa chỉnh vị trí bằng tay vâng còn một phần nữa đó là cái này chân cảnh như thế nào
lúc nãy mình chọn 3D rồi đấy. Rồi. Thế nhưng mà có chắc không? Mình muốn kiểm tra lại, đúng không ạ? Thì kiểm tra lẻ là như này này. Kích đúp vào đây để nó hiện ra cửa sổ property. Yeah. Sau đó mình kích đúp vào chữ Food Green ở bên góc phải dưới này. Có chữ Food Green. Đây, đây. Kích đúp vào chữ Food Green. Đây, đấy. Đấy, kích đúp vào đấy. Thế bây giờ nó sẽ hiện lên là cái cửa sổ để mình thay đổi giá trị linh kiện. Đấy. Tức là thay đổi kiểu chân. Thì ở đây mình cái ô, cái búa, cái phễu này. Cái búa, cái phễu bấm vào đấy. Chọn tích vào 3D thì nó bỏ đi thì nó sẽ còn 2D. Đấy. Tích lại thì nó lên 3D. Thì tùy mình thích nhìn kiểu gì mình nhìn. Thế nhưng khi mà người ta quan tâm đến pad như thế nào thì người ta hay nhìn 2D. Còn quan tâm đến hình dáng như nào thì người ta mới nhìn 3D. Thế mà cái đó có cho chọn cả 2 không? Không, mình chỉ xem thôi mà. À. Xem như đây mà. Còn giữ ship à? Giữ ship xong rồi quay chuột phải. Không như nó không hiện đấy. Mình đang muốn mà ví dụ đổi đấy. Bây giờ ví dụ mình đổi lại nhá. Có một đem pin design, một đem pin design. Mình có thể đổi lại được nhé, không lật được không? À, anh đổi hoàn toàn có thể đổi được. Nhưng lời khuyên là không lên. Không nên đổi. Bởi vì khi anh copy cái này sang cái khác nhá. Thì cái khác kia cũng bị đổi. Cho nên nếu như đổi như thế thì em khuyên đổi ngay từ thư viện sử dụng nguyên lý. Đấy. Như nào? Tức là ví dụ như là như này. Anh ấy muốn là cái chân này là chân 2, chân 1. Bây giờ mình muốn đổi đi. Đấy. Đổi đi thì bây giờ mình đây không phải là 2 mà đây phải là 1 cơ. Rồi. Đây là 2 cơ. Thì phải đổi ngay từ ngoài nguyên lý này. Chứ không lên mà chui vào trong này xong bắt đầu mới đổi tên chân ở đây. Tên chân là gì mới đổi ở đây là không lên. Đấy. Tức là mình nháy trực tiếp lên đây sửa đổi được đúng không? Không, cái đấy tí tính sau. Tí mình đổi ở tí ngoài. Tí tính sau. Bây giờ mình cứ xem về cái Food Green đã. Cứ đúp vào Food Green này lên này. Xem này ưng chưa. Đấy, cái này mình cũng hoàn toàn cũng có thể pan được, có thể zoom được bình thường. Không vấn đề gì cả. Đấy. Giữ gân trôn xong rồi kích chuột phải dê lên dê xuống thì zoom. Còn giữ ship mà dê lên dê xuống quay ra trái phải là quay. Đấy. Đây, cái này có một cái lưu ý nhỏ đó là khi mình quay là cái bóng nó ở đâu thì cái đấy là đáy. Cái bóng đen ở đâu thì cái đấy dưới là đáy. Đấy là màn in. Màn in đấy. Đấy là đáy màn in. Có thể khi sắp xếp 3D là ví dụ như cái PCB như này. Nhưng đây là mặt trên nhưng không phải là mình làm ở mặt trên mà mình còn phải làm ở cả mặt dưới nữa. Đấy, một cái linh kiện mà có cả hai mặt chẳng hạn. Thì đâu là mặt trên, đâu là mặt dưới. Ví dụ như thế. Hoặc là một cái linh kiện này mãi mãi là mặt dưới thì thôi mình để luôn mặt dưới. Hoặc là người ta thiết kế nhầm. Giữ phải chuột phải, giữ ship chuột phải thôi. Căn trôn chuột phải thôi. Đấy. Thế bây giờ mình hoàn toàn có thể thay đổi được cái này. Cái này bây giờ đang là hai chân mà. Thế mình kiểu này mình thích thì kiểu này, mình không thích thì kiểu khác. Ví dụ như cái này chẳng hạn. Mình bắt ốc vào đây, mình cần thêm một cái gì đó trông nó kiểu hình thức khác cái bắt ốc cơ chứ không phải cái cọc cắm rút như này. Thì mình vào Brow một cái mới. Chọn một cái loại mới, chọn Brow. Lần đầu tiên sẽ rất lâu để nó build cái thư viện. Đấy, nhưng mà chỉ lần đầu tiên nó còn tìm đường dẫn mình biết rồi. Đấy, nó build cái thư viện lên. Đấy, ok. Thế bây giờ trong này này là những cái linh kiện của mình có. Đấy, thì nó sẽ hiện ở đây. Tức là mình những cái là mình install rồi nó mới hiện. Đấy. Thì mình xem những cái ở đây, ví dụ như ở đây chẳng hạn. Cái cọc hai chân này mình thấy không hợp lý, mình đổi sang cọc hai chân nữa để có thêm cả cái phần bắt ốc ở bên ngoài. Ví dụ đây đang cọc 2 nhỉ, anh bấm vào cọc. Anh bấm vào chữ cọc hai chân nữa, nó sẽ thay, anh đổi cái này thành 2D nhìn nó dễ. Đấy, 2D. Đấy, thì mình cái này nó trong khi thiết kế linh kiện ấy, mình đã vẽ thêm cả cái phần bên ngoài bắt ốc rồi. Đấy, thì như thế có hợp lý hay không? Ví dụ thế. Hoặc là cái cách mình cắm linh kiện kiểu gì đấy thì mình bố trí như nào cho hợp lý.
thì mình chọn cái gì thì mình sẽ chọn ở đây. Cái này mình có làm được không? Có. Phần nâng cao mình sẽ thay đổi. Đấy, hoặc là mình chọn linh kiện khác đi. Đấy, mình chọn ở đây. Nhưng đây là từng cái một, đơn lẻ và không chuyên nghiệp. Ta không làm cái này. Đấy, cái này để biết thôi, chứ không làm. Thế bây giờ mình muốn thay đổi hàng loạt, là thay đổi cái H2 thì H1 nó phải theo cùng kiểu, mình phải làm như thế. Bây giờ cùng có một cái header thì bên này cắm cùng một loại, cùng một kiểu, thì mình muốn thay phát là thay cả để cho dễ. Ví dụ cái tụ chẳng hạn, mình thay một phát tụ 224 thì cùng một kiểu chân, tụ 10U là cùng một kiểu chân. Thế mình làm nào? Thì mình sẽ làm như này. Bây giờ mình anh vào cái tool trong Food Win Manager. Đấy, thì bây giờ mình sửa trong này. Thế mà mình chỉ chọn đây để thay đổi thôi đúng không? Được, gọi là cái đấy, cái này chỉ thay đổi từng chiếc thôi. Nhưng mình sẽ không làm, anh cancel hết đi nhỉ. Mình sẽ không làm gì ở đây, cancel hết. Đấy. Xong mình vào tool. Cái cọc này nó đã thay đổi rồi này, đánh dấu rồi này. Vào tool Food Win Manager. Đấy thì bây giờ anh sẽ nhìn sắp xếp theo cái gì mình mong muốn ở đây. Trên đây là các cái cột tiêu đề của linh kiện ấy. Đấy thì mình sắp xếp theo cái gì mình mong muốn. Ví dụ sắp xếp theo comment này. Cái comment này là những cái giá trị của linh kiện của công việc. Đấy. Thì mình sắp xếp như thế nào? Đấy là tùy mình. Ví dụ 1N4007 chẳng hạn, hay là diode hay gì đấy, hay mình sắp xếp theo current food bin này, sắp xếp theo current food bin cũng được, mình tùy. Thế bây giờ mình sẽ lựa chọn những cái linh kiện mà giống nhau. Đấy. Sắp xếp theo cái gì cũng được. Đấy. Để làm sao cho mình lấy những cái tiêu chí mình giống nhau. Ví dụ như là tụ này mình nhìn như này có hợp lý hay chưa thì bắt đầu mình mới thay đổi ở đây. Thì ví dụ mình chọn cái diode chẳng hạn ấy, mình chọn con diode đi. Tất cả những cái tên chân là diode thì nó đều có kiểu như là cái tụ lá thì nó có tất cả các cái tụ lá. Đấy, thì bây giờ mình giữ shift hoặc control gì đấy tùy mình. Giữ shift xong bấm cái đầu cái cuối. Anh bấm cái cuối thì giữ shift bấm cái đầu nó sẽ chọn cả một nhóm. Mình thay đổi phát nhóm luôn. Select all luôn à? Select all thì không được. Không được. Không, anh cứ bấm ra ngoài bình thường. Bấm vào đây thế. Bấm cái bình thường. Ví dụ anh chọn cái nhóm diode nhé. Trong nhóm current food green này, anh bấm vào chữ current food green để cho sắp xếp. Rồi. Xong anh bấm vào chữ diode trên đầu. Bấm giữ shift diode cuối thì nó sẽ chọn tất. Anh sẽ bấm giữ shift tất cả diode nhé. Bây giờ giả sử cái này mình không dùng. Vì mình nhìn cái diode 407 mặc dù như này trông thì như này thôi, nhưng thực ra bẻ chân nó ngắn quá. Ví dụ thế, mình muốn cho nó dài ra một tí thì mình làm. Thế mình có đo được không? Ở trên này thì không đo được, vì đây là thư viện chuẩn rồi. Nhưng mình đo thì đo ở khâu bên thiết kế cơ, thiết kế linh kiện cơ.
Thế bây giờ mình vào đây. Bên này nó đang có này, nó đang có chân này. Thì nó có file in, cái file in là not validated, tức là nó chưa kiểm tra đâu. Thế bây giờ mình bấm vào chữ validate bên dưới xem nó có hay không, mà nó nằm trong thư viện nào. Đấy, thì nó có và nằm trong thư viện nào. Thế bây giờ mình muốn là thay đổi đi, mình không dùng cái này, thì bây giờ anh bấm chữ edit để thay đổi. Thay đổi thì bây giờ nó lại vào cái cửa sổ lúc nãy. Thì bây giờ anh lại browse, bây giờ cửa sổ browse sẽ rất nhanh. Đấy. Thì bây giờ anh tìm những cái chân diode nào đấy mà mình mong muốn, ví dụ anh dùng diode đứng chẳng hạn, hoặc là diode gì đó tùy, tức là mình có cái gì ở trong thì nó sẽ xuất hiện ở trong này. Đấy, thì mình cứ chọn một cái gì đó, nhưng mà ở đây thì thôi, không có gì để chọn thì thôi. Đấy. Thế xong rồi, ví dụ như còn 7805 thì mình chọn kiểu này được không? Thôi mình thay đổi 7805 đi, mấy thằng diode kia thì kệ đó. 7805 ở đây không có tản nhiệt, đúng không? Nhìn rõ ràng 7805 ở đây không có tản nhiệt. Thế mình muốn có 7805 nó có đính kèm cả tản nhiệt thì mình chọn linh kiện khác. Thì ở đây linh kiện 7805 của em đang là chan công suất. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ bấm vào edit, xong bấm borrow. Xong rồi kéo xuống dưới để nguyên, đừng bấm vào cái khu lít này vội thì nó sẽ đỡ mất. Nếu không anh bấm vào chữ trang công suất thì nó sẽ có những cái mà thuộc nhóm linh kiện mà có tản nhiệt. Thì anh bấm vào chữ chan gạch dưới không gạch dưới xuất đấy thì nó có tản nhiệt. Xong giữ shift xong bấm chuột phải để quay đi, xem là linh kiện này mình chọn ấy nó trông thế có hợp mắt hay không. Đấy. Giữ control để zoom xem là trang gạch dưới công gạch dưới xuất đây. Đấy, cuối cùng anh kéo cái này ra cho nó rộng, nó dễ nhìn những cái kia. Đấy, thế đấy thì cái đấy có hợp mắt mình không. À, cái này như thế này được rồi. Đấy, thì chọn ok. Đấy, thì vào đây là nó sẽ cập nhật cái mới vào đây. Ok. Chuột giữa là zoom. Đấy. Thế bây giờ ví dụ như là xong rồi nhá. Mình sẽ bấm là accept change để thay đổi. Đấy, accept change để thay đổi. Accept change để thay đổi. Đấy. Thì bây giờ nó sẽ ra một cái cửa sổ này, mình sẽ phải chọn một cái là execute change. Execute change để thay đổi. Đấy thì nó sẽ hiện ra hai cái tích màu xanh là được. Xong close. Thì ngồi đợi thôi chị. Dũng ơi. Chưa, thế là xong rồi hả? Chưa xong. À, trên cái đấy là xong rồi. Thế nhưng cái mạch nguồn của mình chưa chạy. À, chạy rồi, mạch nguồn này chạy rồi. Thế nhưng mà mạch nguồn này mà vẽ thêm linh kiện ngoài là không cấp được nguồn. Bởi vì cái này chỉ có mạch nguồn nội bộ, có nó nối cho nó thôi. Và bây giờ ví dụ thêm một con IC cái thì con IC đấy sẽ không có nguồn. Bởi vì làm gì có cái gì để public đâu. Đây toàn bộ là private hết. Thế là mình, nếu như mình dùng cái mạch này để làm nguồn chuẩn nhé, về sau mình sẽ lưu cái này vào thư viện, mình sẽ copy trong page
thì nó phải đồng bộ được với tất cả các cái thư viện khác của mình. Như vậy thì tín hiệu của nó phải là public. Chứ mình cứ nối như này là private hết. Đấy. Thì ở đây có cái là cái ground này này. Cái ground và cái VC sẽ là cái để nó public. VCC nó phải hai nguồn đấy. Ở VC thì nếu anh không lấy nguồn vào thì anh bỏ qua bên vào mà anh để bên ra thôi. Đấy. Xong nối vào. Đấy. Thì lúc này VCC thì bất kỳ linh kiện nào nó cũng có cái VCC. Đấy. Cái này gì đi là quản lý control trước không gì đúng không? Đúng rồi. Control là gì? Thế bây giờ ví dụ như này, để mình làm thêm một cái phần nữa, phần nhỏ nữa là mình nối cái dây này. Cái dây này trong Antium nó có đúng một cái nhược điểm là khi mà chọn dây thì nó sẽ chọn cả một cái cụm mà cái mà mình không mong muốn. Đấy, cho nên mình cắt dây ra như này xong để mình nối vào cho nó gần, mình muốn tách cái này ra mà. Thì mình vào E, xong là Break Wire. Vào Edit Break Wire. Thì chính là bấm EVK. Đấy, chính là bấm EVK. Thì nó sẽ ra một cái này. Là cái này thì nó dây nó hướng nào thì nó sẽ cắt hướng đấy, gọi là break by cắt dây mà. Đấy. Thì mình cắt như này đi. Xong mình bỏ cái này. Đấy. Bỏ cái này về. Bây giờ ý của mình bây giờ đang muốn tách ra thành hai phần. Mặc dù là vai trò giống hệt nhau. Chả khác cái gì cả. Thế nhưng mà mình cũng sẽ tách ra. Đấy. Đấy, ví dụ này. Thì mục tiêu để làm gì? Thì tí là mình để kiểm tra xem có nối với nhau không. Đấy, trong thêm thằng VC vào. Cái này mình có dùng cái này copy cho mình dán đây đâu. Được. Dán thoải mái. Nó đều giống nhau. Y chì, không vấn đề gì cả. Mà cái copy bên linh kiện cũng như vậy thì. Ờ, linh kiện như vậy. Và linh kiện thì tốt nhất là copy. Bởi vì những ví dụ mình chỉnh cái này ngon lành rồi nhá. Copy ra thì về xong cứ y chì, cứ mâu lên thôi. Bây giờ như con này mà mình muốn là mình thêm một cái này. Xong mình thêm đây được đúng không? Được. Đấy. Ok. Thì vậy nó vẫn C2. Vẫn C2 thì bây giờ anh phải bấm TN. Tun for not on semantic. TN thấp. Có hai linh kiện cần đổi tên nhé. Đấy, 1 2 xong. Đấy. Thì bây giờ mình làm như này thì làm như này để làm gì? Làm này để làm gì? Thì các anh giữ an xong bấm chuột phải à, bấm chuột trái vào cái một cái đường dây mình mong muốn. Giữ phím an xong bấm vào. Giữ phím an. Đấy, bấm vào. Bấm vào một cái dây nào. Bấm vào một dây nào đó anh muốn kiểm tra. Đấy, anh thấy không? Nhá, bên này nó sẽ nổi sáng lên. Đúng không? Rồi, những cái nào nổi sáng thì có nghĩa là nối với nhau. Thế bây giờ như này, anh tách cái đường dây này ra đi. Cái đây mình tách đôi cái đường này, tách đôi. Giả sử cho nó đứt. Cho đứt E break wire. Anh tách đôi cái chỗ này để thêm một tí linh kiện vào đấy. Nên đây cho đây đi, cho đây đi. Đấy, để thêm tí linh kiện rồi. Tất nhiên ở đây thì đương nhiên là mình nhìn thấy nó đứt đúng không? Wow. Nhưng mà thực ra mà linh kiện ấy, nó thế này cơ. Thế này cơ. Ai mà biết được nó nối hay không. Trông thế này thì mình biết là nó không nối. Nhiều trường hợp nó đứng này thì nó biết không nối. Kiểu nó gác lên ấy mà. Thì như thế thì mình zoom to mình đấy như thế này làm sao mà mình nó có nối đâu. Anh zoom bé tí lại với bản vẽ của mình đến lúc mình to mà. Zoom bé tí lại thì làm sao mình phát hiện ra được. Đúng không? Đấy. Thì mình cần cái công cụ là như này, giả sử hai đường này này, mình làm bằng cách nào đó mình vô tình nó bị không nối với nhau. Anh cắt chỗ này ra kìa. E. Kiểm tra xem là cái mạch có nối không. Đúng rồi. Thì bây giờ như này, anh giữ an xong bấm vào một cái đường dây. Bấm một cái đường dây. Đấy. Thì bên kia nó tối đi. Bên kia nó tối. Đúng
đúng không? Thì rõ ràng là cái này nó sáng, cái này nó tối thì có nghĩa là không nối với nhau. Nó không nối với nhau. Kiểm tra thôi đúng không? Kiểm tra thôi mà. Thì không kiểm tra là không quan trọng nhất mà. Đấy. Nhưng mà có thêm một cái nữa hay hơn một tí. Kiểm tra xong mạch ok chưa? Hay hơn một tí đó là vào anh bấm vào chữ DXP này này. Xong vào preference. DXP. Bấm vào chữ DXP xong vào preference. Thế trong này nó có một cái là cái này thì ít dùng bởi vì mỗi lần ấy chỉ cấu hình có một lần thôi. Đây. Vào system xong vào cái navigation. System. Navigation đấy. Đấy. Xong anh bấm vào chữ connected graph include power luôn. Connected graph xong include power luôn. Chọn luôn cả. Rồi. Ok. Xong bây giờ làm lại. Ok. Enter được. Rồi. Xong bây giờ làm lại. An xong bấm vào cái nút bị cái dây bị đứt ấy. Ừ, dây đứt. Bây giờ nó có một cái dây màu đỏ. Nó nối màu đỏ. Đấy. Thì nó nối thằng nào nó sẽ hiện thằng ấy lên. Thì mình kiểm tra mạch sẽ rất là nhanh. Đấy, thì đấy. Cái nó dự nhiên là cái này không giữ được. Không, anh lúc đấy anh để cái con chuột vào đúng cái vị trí mà nó hiện cái thông tin của cái linh kiện lên thì anh vứt con chuột ra ngoài thế thì nó sẽ giữ được. Thì cái nó cái đường đỏ này nhìn nó dễ hơn đúng không? Đúng rồi, nó thêm đường đỏ thì mình ví dụ như đây thì ra mạch của mình là đơn giản. Nhưng mạch mà có đến hàng trăm cái linh kiện nối với nhau không có đường đỏ này nhiều cái muốn mà nó nằm rời rạc không có góc. Muốn thoát kiểu gì đấy? Muốn thoát thì bấm vào clear. Clear góc phải. Bây giờ đây An. Đấy, đoạn kia là không nối. Lúc nào mình chọn cái kia là một lần thôi đúng không? Đúng rồi. Cái chọn đường đỏ đấy là cấu hình phần mềm chỉ một lần. Phần mềm mới cài là phải thiết lập cái chức năng này lên. Đúng rồi. Nó mới cho biết là mình đang nối cái gì. Đúng rồi. Trong cái quá trình nó không được đưa vào cái thông tin của một linh kiện nào nó bị mất. Ví dụ như là mình chính vì mình có khâu kiểm tra này này. Cho nên là khi ta làm ấy là không nên như thế này. Tức là chân linh kiện thì màu đen nhá và đường dây là màu xanh nhá. Không nên như thế này. Có nghĩa không nên nối trực tiếp chân linh kiện vào luôn cái dây. Vì như thế này nó có nối hay không bản thân mình cũng không biết. Bản thân mình không biết. Bởi vì cái linh kiện này với em để chân nó còn dài, có những linh kiện em để gần như không có chân. Gần như rất nhạt. Ấn ship hay ấn can trôn kéo xuống. Nhưng mà đường dây này sẽ không bao giờ nó nối. Vì mình nối vào một đường dây khác. Chỉ khi nào dây của nó mới kéo đi thôi. Đấy, bây giờ anh đang nối dây của nó. Đấy, thì bây giờ anh can trôn cho anh kéo cái con linh kiện này nó sẽ đi theo ngay. Ở giữ can trôn, giữ ship. Đấy, thì nó sẽ đi. Bởi vì đấy mới là dây của nó. Đấy, nó mới là con nối. Đấy. Rồi. Thì những cái khâu kiểm tra này là những cái tiên tiến nhất của thằng Antium mà các thằng khác rất vất vả để làm. Đấy, lưu nó lại nhé. Lưu nó lại. Thì nối hai đường dây này vào đi đúng không? Vâng. Nó còn có một cách thôi thì đang tiện đây thì ta làm luôn. Sang bên lấy linh kiện. Xong rồi xây nó vào. Lưu nó lại. Sang bên lấy linh kiện mình lấy một con gì đó nhiều chân đi. Cái linh kiện nó chạy không mất. Anh bấm vào cái bên dưới đây này. Này vào đi. Rồi. Anh lấy một cái gì đó nhiều chân, ví dụ như là PIC đi chẳng hạn. PIC 16F73 nhỉ? Anh gọi chữ PIC nó sẽ ra 16F73. Anh phải bấm vào đấy. Rồi đấy, lấy con luôn con 16F73. Thì bây giờ mình lấy mình đặt hai con đi. Vì đây mình đang cần nối dây mà. Đặt luôn hai con rồi. Cần nhau. Thế mình muốn nối dây mà hai thằng này nối sang nhau thì làm nào? Đấy. Thế mình muốn nối sang nhau thì bây giờ rất đơn giản là cho nó vào đến tất cả các chân nó thành tóe ra cái đỏ dí vào nhau. Tóe cái đỏ ra. Chân linh kiện tóe đỏ ra rồi. Rồi, xong bây giờ giữ căn tôn kéo ra. Đấy, tôi giúp hà nội nhận cái mic ra gửi đấy nhá. Đấy, rồi.
Thế là mình được, bây giờ mình dê một thằng mình vứt đi thì mình sẽ được một thằng có dây. Bây giờ cầm thằng này vứt đi, thằng này vứt ra. Thế mình được một đoạn dây. Thế bây giờ mình đặt tên cho dây hoặc đặt gì đó. Thì... đấy, ví dụ như thế. Thế đấy là một cách nhé. Cách thứ hai là như này. Cách thứ hai này. Là bấm vào cái... bấm vào cái ngoài này, cái chạy dây này. Xong anh kẻ một đường thẳng. Tớ nối tất cả cái chân này với nhau. Những cái chân là mình cần nối ra. Kẻ một đường thẳng vào. Xong rồi ta nó đi thì nó sẽ có một cái là nối. Nối vào tất cả cái linh kiện. Không anh thậm chí kéo cái này anh để vào đây anh được. Kéo kéo bấm cái này anh để vào cái chân này này. Không cứ bấm vào chỗ đoạn giữa. Đấy. Anh kéo anh để vào các cái chân nó cũng được. Thế nó khác nối. Có nối với nhau. Thế bây giờ anh giữ cái ăn trôn. Xong kéo cái đường dây này ra. Giữ con trôn. Không ạ. À, phải 4 chiều. Mũi tên phải thành 4 chiều. Phải để đấy. Thế. Kéo dây ra. Giữ con trôn kéo dây ra. Giữ con trôn. Rồi. Không giữ con trôn trước khi bấm chuột. Ở đây không được bởi vì anh đã chọn nó rồi. Phải bỏ chọn nó đi, xong giữ gân trôn kéo ra. Anh Dũng hẹn với anh hẹn đâu. Nhưng mà gửi nhớ gửi ấy anh hẹn cách ngày mai lấy rồi đấy nhá. Chắc anh bấm không đúng dây đấy. Giữ con trôn kéo dây ra. Phải chỉ đúng vào cái dây này. Bấm văn đúng rồi. Xong rồi bấm chuột. Đấy thế ra. đúng rồi. Nhưng không được không di lên. Chỉ kéo thẳng ra anh di lên tất cả cái này đối với nhau. Đang bị dính vào nhau. Đúng rồi thế kéo thẳng ra thế. Thế bây giờ mình mới xóa thằng này đi. Bây giờ mình đặt tên nhé. Let label nhé. Đặt tên cho tất cả các linh kiện này thì đặt như nào. Bây giờ hai thằng này mình muốn nối vào nhau thì mình làm giống hệt như thế đi. Hai thằng đi. Đây. Xong rồi hai cái con linh kiện này về sau mình sẽ nối chân với nhau. Ví dụ thế. Rồi. Thế ở đây nó có cái nét ở trên này này. Trên này nó có một cái nét. Nét, ok. Đấy. Xong bây giờ mình mới bấm vào chữ nét sau mình đặt tên là gì. Ví dụ như D0 chẳng hạn nhé. D0 nhé. Enter. Rồi. Thế bây giờ zoom to lên hợp lý. Zoom to hợp lý. Cứ chuột giữa thôi. Zoom to hợp lý. Rồi. Bấm một thằng nào mà đấy mình gọi là D0. Xong mình cứ bấm những cái thằng nào mà D1, D2, D3. Thế tự động nó chuyển luôn. Đúng rồi. Chuyển luôn xuống. Đấy. Ví dụ thế. Đúng rồi. Rồi bấm đường kia xóa đi. Đấy. Đấy. Rồi. Thế anh bấm vào cái chữ nét. Rồi, bấm tab một cái. Tab một cái. Bây giờ mình gõ cái tên nét là gì, ví dụ D0. Đây nó chỉ là tên thôi, chứ nó không ý nghĩa gì khác. Có rất có ý nghĩa. Có cái tên này vô cùng quan trọng. Cái tên này là cái quan trọng lắm. Để cái thiết kế cái texting này lúc đầu tiên mới là vô nghĩa. Thì mình ý là đây là cái gì thôi, cũng không hề có nghĩa gì trong mạch. Okay, nhưng cái nét label này là cái vô cùng có nghĩa trong mạch. Nó nối. Nó chính là nối. Thế bây trong giờ trường hợp nó có đặt tên nhầm được không? Mình có đặt tên D0 được nữa không? Được. Thoải mái. Mình đặt không phải tất cả những cái thứ mà có tên là D0. Đúng rồi. Mà nguyên lý là sẽ nối với nhau. Nối với nhau. Bây giờ như này nhá. Ở đây anh có một cái mảng là từ D0 đến D bao nhiêu đấy tùy. Nhá. Vậy anh copy cho thầy em thằng D0 thôi. Copy thôi. Bấm vào D0 copy. Rồi. Bây giờ anh bấm Ctrl Shift V. Bấm Ctrl Shift V. Ctrl Shift V. Thì bây giờ là anh bấm vào chữ là
ở trên đây nó có rất nhiều loại lắm. Thì bây giờ mình bấm vào cái view led label chẳng hạn nhé, led label nhé, xong mình bấm vào page enable page array chẳng hạn, bên kia kìa, chọn đấy. Thế bây giờ là cao là 1, spacing là 0, bây giờ này là cột, còn dòng là cao là 8 và spacing là 0. Đấy, thì bây giờ ví dụ như một cái lưới này của mình ấy, mình để là 10 chẳng hạn, thì spacing ở đây mình để là 10, cái spacing của round này này, xong thử xem là nó sẽ ra cái gì. Đấy, spacing là đây là spacing là 10, đây cái spacing này này đặt 10 ví dụ thế, xem ra gì. Ok, anh thấy là toàn đây không đúng không? Đấy, bấm kệ nó, cứ bấm phát để mình lấy cái kinh nghiệm. Mà anh đang bật xong Ctrl Shift V phát nữa, vì lúc nãy mình vẫn copy làm P0. Đấy. Net label cho là tên cho cái đường dây. Đúng rồi. Nhưng những cái nào thường sử dụng trên cái dòng này nó rất nhiều như này. Cái bớt ấy, khi mà mình muốn nối hai cái bớt với nhau ấy, thì là mình dùng cái này. Đây bây giờ mình mới xuống một cái dòng dưới, vẫn để nguyên như cũ nhé. Mình xuống cái dòng dưới là Take Increment. Hiện nay nó đang là None đúng không? Rồi. Mình chọn ví dụ như là First Vertical chẳng hạn. Vertical. Ví dụ như thế. Ok. Okay. Thì bây giờ mình sẽ thấy là nó có một sự khác biệt. Đúng không? Anh cứ dán vào đấy. Cho ví dụ đấy. Dán rồi. 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7. Đấy. À, tức là nó thay đổi theo chiều tăng đúng không? Tăng. Thì có nghĩa là bớt bên này anh muốn nối với bớt bên này. V này. Đấy. Đúng rồi. Đúng rồi. 8, 10 được rồi. Đây. Cao là ví dụ đây mình đang dán 14. Đúng rồi. 14 đúng không? 14 đúng không? Đúng rồi. Vertical là bớt là theo chiều dọc. Chưa bây giờ vẫn chưa đây. Bớt thì còn ngược. Chưa mà ngược lên trên. Người lên trên bây giờ anh bấm trừ 1 xem nào. Primary anh bấm trừ 1 xem nào. Chắc phải nhanh thì 5, 5, 6 giờ. Không được. À, thế này nó sẽ chảy ra là thành nhiều số. Thế bây giờ lại vấn đề xử lý vấn đề này. Đấy, anh cứ để 1 đi, anh cứ để 1 đi. 1 này. Rồi, ok. Ok này. Ok đi. Bây giờ xử lý vấn đề này là một thằng thì mình đang cần là từ 0 đến 7. Nhưng thằng kia lại 7 đến 0. Thì như này. Đấy. Đấy thì bây giờ quay. Quay bây giờ nó xảy ra hiện tượng là ngược. Thế bây giờ làm nào. Đấy. Thế bây giờ ngược. Mình kệ nó, cứ dính đi. Cứ dính vào đã. Cứ dính vào đã. Ngược kệ nó. Xong rồi thì ra ra để anh tiêu nó vào đâu. Thôi được rồi, đây cái cửa sổ này à, đây, em cứ tắt đi. Rồi quay lại. Bây giờ mình phải ghi lại. Đây, làm cái phim này. Đấy, đúng không? Ôi, record đi. Ừ, qua. Rồi. Rồi, start. Start này bắt đầu từ đầu đúng không? Rồi, đúng không? Rồi, lại tiếp, ok. Ok rồi, bây giờ vừa là cái trường hợp primary này là mình nói lại. Lỗi, cái trừ đấy là lỗi. Cái không được, bây giờ anh dán, anh dán, tôi ok đi. Ok đi, dán vào đây, dán vào đường. Đấy. Thế nhưng mà bây giờ vấn đề là đây này, đang 0 đến 7 mà đây 7 về 0 là không được đúng không? Rồi. Đấy, ý mình muốn là 0 đến 7 bên kia phải 0 đến 7 thì sao? Thì bây giờ tức là bôi đen này xong bấm dấu cách để quay. Đấy. Đang trong thời nó di chuyển và bấm dấu cách. Bấm dấu cách 90 độ. Đúng rồi. Hoặc sẽ nhảy 15 20 độ tùy theo cái phần mình đặt. Đúng rồi. Thế bây giờ mình cứ cho nó lộn vào đây xong mình dính vào. Để nhớ là cái nào của D0 thì mình dính vào đúng đường D0. Thế anh kéo vào cho dính vào dây đi. Thế đúng rồi. Xong bắt đầu kệ nó nhé. Xong mình sang cái inspector đây này. Cái inspector đây này. SCH. À đây có rồi. Đây có rồi. Bấm inspector. Nhưng phải chọn ra. Ô anh phải chọn cái chọn cái đống đang quay ngược đây. Đúng rồi, anh bấm vào inspector. Inspector. Anh bấm vào include path đây. Đưa cho display on include path. Rồi ok, không cái bên kia mới bị, bên anh em mình không bị.
Anh bấm vào Orient là hướng. Orient thì hiện nay đang 180 độ. Anh bấm vào đấy chọn cái đầu tiên không zero degree. Đấy, không độ. Quay ngược lại. Thế là nó sẽ quay ngược lại. Nó sẽ đúng chiều của mình. Đấy. Ok. Thì bây giờ ví dụ như trông như thế này thì nó có nhiều cái lắm. Nhưng mà nó đủ nghĩa rồi nhé. Nhưng bây giờ mình muốn đấy kiểu nối như này, anh muốn nối từng cái một như này thì không nên. Như thế thì cả một cái to đùng. Bây giờ mình dùng bus. Thì trên này mình có một cái là bus, place bus. Bấm vào place bus bên trái. Đấy đúng rồi. Thì mình mới chạy từ bên này là một bus. Chạy đến cái chỗ mà mình đang chạy đây thôi. Đấy. Thì cái bớt nó sẽ to hơn cái bình thường. Đấy, nhìn to lên. Rồi, chuột phải. Rồi. Thế bây giờ nó có một cái con đây này. Đấy. Let bớt and chi nhỏ bên phải. Đấy, đúng không ạ? Xong rồi chọn cái let bớt. Bớt and chi thì bây giờ mình đấu như này. Thì có nghĩa là những cái đường dây này này là đấu trên cái bớt này đấy. Đấy. D0 và D0 và D kia, cái này chọn từng cái một à? Cái này cứ bấm vào từng cái như này thôi. Đấy đúng rồi. Không anh bấm xoay này đi cho nó dễ. Thế, đấy bấm D0. Đấy, xoay, bấm thế. Thế nó sẽ nối trực tiếp D0 kia. Đấy, như thế. Thì như thế này mình quản lý nó sẽ dễ hơn là cái này cũng là bước cái này cũng bước. Nhìn thấy ngay, đúng rồi. Đấy, thì nhưng nói chung là cái này chỉ để khi mà nhiều người làm việc với nhau á, thì mình nối như này ấy, thì nó sẽ dễ nhìn. Nếu mà một mình làm việc ấy, thì cái việc này không thực sự cần thiết. Đấy. Rồi nhá, coi như xong đi. Ví dụ mạch của mình là như này đi, coi như là thế đi. Coi như xong thì coi như bây giờ mình đã xong cái mạch rồi, xong cái mạch rồi. Nhưng có một điều như này này, ở trên này này của mình nhá, là có cái thì đường to, có cái thì đường bé. Đấy. Tức là ví dụ đường tín hiệu này thì nó nhỏ, nhưng mà có những đường công suất này nó to. Đấy. Thì bây giờ mình muốn là tôi phải chỉ ngay trên đường nguyên lý của tôi là nó phải to rồi, chứ không phải sang bên mạch in mình mới bắt đầu mình mới tìm cái nào to để mình chỉnh. Như thế sẽ rất mất rất nhiều thời gian. Thì mình chỉnh luôn. Chỉnh luôn. Ở đây tôi đang cần là cái mát thì không quan trọng, mát không còn to. Mát thì mình phải sao phủ mát phát nó khác to. Thế còn cái đường vào đây này, cái đường chính này này, thì ví dụ mình cho một thằng to lên đường này nhá, VC rồi cho to lên nhá. Thế mình vào là cho vườn lên to đi, ví dụ thế. Nhưng mà cái này nó chỉ một đường, không nhiều đường không à. Một đường này hay là cả đường này, tất cả những cái nào liên quan đến chữ VC bằng cách bấm an như này nó sẽ to đều với nhau, nó coi như nối với nhau thì nó phải to chứ. Đấy, tất cả những cái này mình sẽ cho nó to lên. À, được chưa? Đấy. Thì bây giờ mình như thế này. Cách chọn là chọn hết hay là như thế? Không phải chọn. Đây mình chỉ để kiểm tra thôi. Okay. Em bảo bước này chỉ để kiểm tra, anh clear chưa em? Rồi. Nhá. Rồi, mình vào place. Vâng, clear đi. Vào place. Okay. Rồi. Xong đến cái directive. Directive. Xong PCB layout. PCB layout đấy. Layout kích vào đấy. Xong bây giờ mình cái này thì vẫn xoay được. Mình đính nó vào một cái điểm nào đấy mà cho nó thoáng, cho dễ nhìn không bị nhầm lẫn. Đấy, PCB ruler. Bây giờ mình kích đúp vào cái PCB ruler này. Xong rồi nó ra cả cái undefined. Mình chưa đặt tên. Không cái này vừa... Cái này của anh là cái gì? Anh bấm vào chữ undefined xem nào. À thôi kệ nó. Cái đấy không quan trọng. Kích đúp vào. Kích đúp vào rồi. Thì PCB name này. Thì mình đặt lại, ví dụ như là đường này là thích đặt là gì thì đặt. Nét 1mm này. Ví dụ thế. Em đặt ví dụ như là nét 1mm hoặc là đơn giản thì đặt 1mm hoặc là gì đó tùy. Đấy chỉ là cái tên thôi. Rồi. Xong ở đây nó có cái ruler này. Kích đúp vào cái ruler. Kích đúp. Được rồi. Kích đúp vào chữ ruler. Rồi. Kích đúp vào ruler. Dạ. Xong edit rule.
value. Edit rule là value. Đấy đúng rồi. Anh bấm vào đi. Rồi. Xong mình sang cái rule, cái này mình chỉ quan tâm mỗi một cái là rule width thôi. Đấy, rule width anh bấm vào chữ chữ routing thì width con trên này. Routing width con trên. Đấy, cái nút vào đấy. À, width con trên đấy, xong bây giờ mình lấy kép vào đó. Đấy thì bây giờ là cái max này, prefer này và min là bao nhiêu? Chọn cái đưa cái đường này vị. Này không chọn đơn vị, có đây có chọn được không? Không cần phải chọn đơn vị. Đây là dưới này. Rồi, tùy anh thích chọn, không chọn thì thôi, không quan trọng. Chọn cũng được, không chọn cũng được. Tầm thế nào? Vì nếu mà dùng mm thì mình sẽ chọn cái mắt xích ở dưới kìa. Cái đấy tính sau, cái chạy bao nhiêu mặt tính sau. Thế bây giờ nhá, cái chữ max width này này phải chỉnh từ max về min. Phải chỉnh từ max về min. Ví dụ max này là 2 mm. Max không chỉ để 1 thôi đâu. Ví dụ max 2 mm, anh gõ 2 mm enter. Thì 2 mm là nó sẽ khắc ra thằng này là 2 mm. Thằng này là ví dụ như prefer là 1, còn thằng đường này là 0.5. Ví dụ thế, gõ .5. Cái đường bé nhất là 0.5. Ví dụ thế, anh không cần phải để nữa, anh kích đúp tất cả và anh để vì đây mét trích hết rồi mà. Anh kích đúp vào cái này phát, thế, anh sửa .5 phát. .5 phát, không cần phải 0 đâu. Nếu mà enter phát thì nó về luôn. Đây, xong 0.5. Rồi. Cái này rồi, anh bấm vào đây nữa, thành 1 chẳng hạn. Kích đúp vào. Cái này là bé nhất, cái này là to nhất. Đúng rồi. Khi nào áp dụng bé nhất, khi nào áp dụng to nhất. Bình thường ấy thì mình sẽ chọn là prefer, tức là cái đường tôi yêu thích. Thì từ min đến max này thì tôi thích cái đường nào thì tôi cho bằng cái đường đấy. Đấy thì nó sẽ tự chạy theo cái chạy mạch, nó sẽ tự chọn cái đường độ dày đường yêu thích. Tức là nếu trong trường hợp đấy nó sẽ tự động điều chỉnh cái mạch đấy từ 0.5 đến 2. Không. Không phải tự động điều chỉnh mà nó sẽ chạy theo cái đường này. Anh chạy bé hơn này không được, to hơn này không được, báo lỗi ngay. Đấy, thì là tức là nó cứ chạy theo thằng này là một. Nó chạy theo prefer hoặc chạy theo min hoặc chạy theo max. Tức là nó có 3 trạng thái nhá. Đúng. Nhỏ nhất là 0.5. Rồi. To nhất là 2. Và bình thường nó chạy là 1. Đúng rồi. Thế vậy thì nó có tự điều chỉnh cái đường mạch, nó cố định 1 mm không? Nó sẽ chạy theo này. Sao lại ý anh muốn nó cố định là như này? Ví dụ bây giờ cái đường này, tất cả các cái đường VCC của mình nó chạy là đều là 1 mm. Thế có những cái đoạn nó cần to hơn, đoạn nó cần nhỏ hơn thì cái đấy mình sẽ điều chỉnh bằng tay sau. Chứ là nhưng nó cứ áp dụng bằng 1 thôi đã. Nó cứ áp dụng bằng prefer thôi đã. Okay. Đấy. Thế ok thế nhá. 0.5, 1, 2 nhá. Ok. Ok. Ok, và ok hết đi. Thì ở đây bây giờ mình có một cái rule là rồi, ok, anh ok. Bây giờ mình có cái rule là nét 1 mm. Cái đấy nhìn đâu đây nó ra đây. Nét 1 mm. Cái nó cho luôn cái ribbon white. Cái này anh kích đúp vào đây, anh kích đúp vào đây. Anh có thể ẩn nó đi được. Xong kích đúp vào rule. Kích đúp vào rule. Đấy. Visible, vì anh để visible. Visible. Đấy. Visible. Bây giờ nếu anh không để visual thì nó sẽ không hiện lên. Tức là mình để cái đây đấy. Là rule này. Rồi. Ok, lưu nó lại. Rồi. Và bây giờ chúng ta đã xong, bây giờ chính thức là xong cái phần là phần 2B là đến vẽ xong mạch sơ nguyên lý đấy. Xong việc kết thúc một lượt ở đây đã.